Dòng nha, dòng bi, một chiếc nào có hầm cỡ 1.6 hơn thôi nha mấy chị, rất là dễ thương luôn. Rồi lên thêm cái dòng mà nữa này mấy chị ơi. Nay em có cái dòng hình trái tim màu sáng, cái nào hỏi em hình trái tim màu xanh ha. Sợi dây sát trong chị thảo như vậy em ngăn hả? Chị ơi, cái này là nguyên một dây á, cái này là nguyên một dây nữa là 2 tầng. Đó là lợi nó 2 tầng. Dây màu đen. Gì đi con. Này là dòng bi lớn giùm em gái nha, này là 3.190 tình yêu qua gần 3.2 giùm em gái. Rồi em có lên cái dòng vuông cái nào hỏi em luôn nè. Dòng bản hình chữ nhật giùm em, chắc ơi tới sáng mới chịu định ngủ. Khởi ngủ với tụi em. Khởi ngủ luôn, khởi ngủ với Thảo em luôn. Em có cái dòng hoa mấy chị nè. Dòng này mới về nè, dòng hoa mới về rất là đẹp. Với lại em có mấy mẫu bản chiếc rất là dễ thương mấy chị ơi. Em có cái bản này mấy chị nè, đây là cái dòng móc máy giùm em nha. Bản này rất là siêu xinh, bản này chỉ có là bản một phân này mấy chị. Bản này là 9 ly. Bản này 9 ly Sunny 56 nha, 1.626 giùm em luôn nè. Đây dây Thảo đang đeo nè. Là có nghĩa là cái dây là dây hột bẹt nó nằm ở trong, xong là dây bi ba màu nó nằm ở ngoài. Thôi tặng cái dây bẹt, thôi tính tiền dây bi thôi nha. Để đây, để đây, để đây. Này từng dây một, mở mở ra từng dây một. Có nào kiểu như trơn trơn không chị? Chị ơi, không có thể nào lớp chân chị gái ơi, em có món toàn tay được không? Rồi em có lại dòng này nữa, tình yêu của em nè, dòng này là bản là 8 ly giùm em nha, size 52, bản 8 ly size 52 nha tình yêu. Rồi nữa nha, anh đây gái nào hồi sáng hỏi em nè, lên nguyên một cặp cho chị á, là bản này là bản 8 ly 2 dòng nha chị gái, size 62 giùm em nha. Rồi mấy chị muốn lên gì em lên like cho mấy cái chốt đơn nha. Rồi anh em có lên cái kiền liền mạc hình con công luôn mấy chị ơi. Dây chị mạc hình con công em ngán luôn nha. Con vô đi đi. Con ngồi đi chị cắt hai cái móng tay đi. Dạ. Để gì đây nè anh chị ơi, nay em có lên đồ cho mấy chị rất là siêu xinh siêu đẹp luôn, sao công rẻ luôn nha. Rồi nay là em có lên dây chỉ công nè, dây chỉ công khúc giùm em gái luôn, dây chỉ công khúc, cái này là nó có thương hiệu chữ Nai giùm em ha. Rồi lên mẫu dây khăn lập cho mấy chị nè, khăn lập đầu nhỏ chút xíu cân đúng cân luôn. Rồi lên dây là dây dắt vuông, dây sắn vuông giùm em nha. Lên dây hỏa tiễn nè. Rồi dây vảy cá, còn gọi là dây xương cá mấy chị ha. Rồi có lên dây hồng kông khúc kim tiền giùm em luôn. Rồi em có lên dây là, cái này là hình kiểu oval giùm em nha, là xích chữ U. Còn đây còn gọi là dây xích chữ U mấy chị nha. Rồi đây là dây chỉ công giùm em gái luôn. Đây là dây chỉ công có khúc luôn đó chị yêu nè. Rồi em có một cái lên sợi dây sắn bướm rất là nhẹ dàng, có 1 chữ hơn thôi nha. Dây sắn bướm mấy chị yêu ơi. Rồi dây khoan lập hình số 8. Dây lập hình số 8 giùm em gái nè. Rồi em có lên dây khoan lập hình số 8 hai dây luôn, dây lớn dây nhỏ ha. Rồi lên nữa nè. Dây dạ. Đây nữa mấy chị nè, đây là dây chỉ công si trắng sẵn. Đây cũng là loại dây chỉ công luôn. Đây là loại dây chỉ công luôn chị yêu ơi, nhưng mà dạng si hai màu ha. Rồi dây này là dây lá me khúc 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 ống khúc máy giùm em luôn. Em có lên dây khăn lập đúc đập kẹo nữa mấy chị yêu kem nè. Rồi dây oval giùm em gái luôn nha. Rồi dây hồng kông trơn. Rồi dây bc 3 màu. Dây khúc mấy chị nè. Dây còn gọi là dây khúc chưa móc máy giùm em nha. Hai dây mì kim cương. Hai mì kim cương với lại hai cái sợi dây ép với lại một cái sợi dây mì xoắn giùm em gái luôn ha. Dây khúc đồng là bao nhiêu tiền gì em gửi ok tình yêu để em lên báo giá cho mấy chị yêu kem luôn nha. Bây giờ đây là dây hình rối nhỏ chị nè, em lên báo giá hai dây này. Em lên báo giá hai số này cho mấy chị nha, dây khăn lặt nè, hai dây khăn lặt số 8 nè. Okay. Với lại là dây ống, dây kim cương nghe em ok tình yêu luôn, hai dây. Rồi dây dây gì nữa đây chị ơi? Dây hồng kông ống rồng đúng không? Ok chị đợi em. Hồng kông ống rồng. Rồi trời, để đâu rồi trời ơi. Đây. Không. Đây dây khúc tình yêu cái nè. Dây khúc hồng kông dài ha, rồi ok tình yêu nè. Dây gì nữa đây? Dây mì kim cương, rồi ok hai dây. Rồi lên mì kim cương, rồi dây ép đúng không? Dây ép rồi ok. Dây ép nhẹ nhất em lấy ha. Dây khúc nữa đúng không? Rồi dây khúc nữa nè, trời ơi trời ơi. Rồi dây nữa. Dây nào nữa mấy chị ơi, chị hỏi lên một lần xem công rẻ cho mấy chị cho. Dây nào nữa mấy tình yêu của em? Dây hồng kông chân, dây khúc nè. Rồi dây khoan lạc, dây lá me khúc giùm em, rồi dây sân bướm. Dây này ít vàng lắm, cái dây này có 1 chỉ mấy hả? Dây chỉ công khế ok luôn nè, dây chỉ công khế khúc luôn ha. Dây công khế trắng, đây công khế trắng đây. Rồi con khoe trắng lần nào nữa tình yêu. Cái nào nữa mấy chị hỏi lên sale này mấy chị yêu nè.
Dòng kim tiền á, sale 350 cái 7 phân không em gái hả? Dòng kim tiền 350 cái 7 phân không em. Hết rồi, hết rồi. Tình yêu không? Ngày nào là sao? Ngày đó liền. Rồi rồi, dây Hồng Kông ok, dây Hồng Kông anh trai. Rồi còn đây nè nữa anh chị ơi. Dây nào nữa anh chị nè, em chờ xem. Em sale đầu like cho rồi con cầm nó qua đi. Dạ. Đi ba màu hay quá. Đi ba màu luôn đúng không? Rồi ok. Rồi Hưng. Bá đơ bá đơ. Bông tay toàn tên chữ gờ gờ không em gái hả? Gờ gờ. Bông tờ tên gờ gờ có. Có. Có nhưng mà lại bông lớn á anh ơi. Lại bông lớn nha. Ok. Anh ơi em kiếm nãy ra chị hỏi chị kiếm em mấy đôi bông tay toàn tên nhà cho cô gái anh hôm mấy tuổi đó đeo đẹp lắm anh. Đó lát nữa hồi nãy mắc nợ chị nào đeo bông mà chớp chớp nháy nháy mà lá lá. Dây xi trắng gì con kìa. Dạ rồi chị ơi, dây hết rồi đó. Rồi giờ lên đường giá cho mấy chị nha. Đó cái dây xi trắng này nè. Đây dây xi trắng nè. Rồi ok. Vậy em báo cái dây xi trắng nha. Công dây ép em đang cầm đó 5 tấc 3 không hả? Cái này 4 tấc 3. Cộng dây ép. Cái này 4 tấc 3 anh ơi, dây ngắn 4 tấc 3. Dây này thì là dây ép bao nhiêu đó? Rồi em báo cho. Rồi bắt đầu em báo nha, em bán cái đầu like nha. Rồi thả bán thùng thùng cái đầu like cho mấy anh mấy chị chốt nha. Dòng này cá nhân đây bao nhiêu đợi em chị ơi? À, cái dây này là 4 tấc rưỡi. 4 tấc rưỡi. Cái gì mà chới giờ. Chới quá. Chạy một chút. Bên đổ gì màu vàng thử rồi. Ok chị Sabina Huỳnh đợi em nha. Cái dòng em đang đeo dòng bên trái là dòng dẻo chị siêu xinh luôn. Để em lên báo dây xong em qua dòng cho mấy chị nha. Con màu đỏ đi, đừng có màu trắng. Còn hai con tắt thì cái da tay nó ghê đúng không? Mà vàng nó được đúng không? Màu trưa buổi trưa nó khác nha, nó không có chịu. Đặt thử. Cái chị chờ em một chút. Dây mì kim cương có thằng yêu ơi. Báo giá dây cút đi em ngăn hả? Dạ rồi chờ em chút tại vì nè. Mới vừa vô em mới vô điều đợi giúp mấy chị ơi cho nó định hình độ hình xíu. Rồi đi. Không hồng đi. Mình thích hồng. Thích hồng à? Rồi đúng rồi. Ok. Rồi dễ ổn đó. Đợi lên mấy chị ơi. Rồi. Dây này là 4 tấc rưỡi ha, 7 phân 55. Tiền công là 600, thảo sale 290.000. Rồi, tiền công sale có giá là 290.000 mấy chị ơi. Chốt đơn nhà em gái nè. 4.193.000. 4193 giùm em 4193, tiền công sale có giá là 290.000 thôi, dây chỉ công khế giùm em gái mấy chị ơi. Sale 290 là sale đơn giá rẻ nha. Rồi, 4193, rồi tiếp tục dây ống nha. Dây ống này nam nữ là đều đeo được hết luôn. Dây ống này là 4 tấc 8, 1 chỉ 668. Tiền công là 700, thảo tính 290.000. Rồi sale có 290 thôi, 8.914.000. 8914 là mình có đơn à, tiền công đang có giá sale 290.000 luôn anh chị ơi, lên luôn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục lên cái sợi dây bi. 8.914.000 chốt cho chị là Vương Thúy Duyên, cảm ơn tình yêu rồi. Nha. Dân khoản cho em gái chưa? Dân khoản cho em gái chưa lại cho em 5 triệu thu hộ. Nội dung ghi tên Facebook không ghi mua vàng, không ghi mua dây giúp em gái nha. Cảm ơn chị đẹp. Chốt rồi, ok chốt. Rồi, xong. Cái sợi dây 3 màu dài là 4 tấc 2, là chưa tăng đơ, có tăng đơ luôn là 4 tấc rưỡi. 1 chỉ 788, tiền công là 1.2 3 màu, thỏ bán là 550. Rồi chốt đơn dùm em gái dây bi 9.794.000. 9794 tiền công sale 550.000 dùm em thôi ha. 9794. 9794 dây bi C3 màu dùm em công sale 550.000 luôn anh chị ơi. Con tắt thử cái bóng đèn này kìa. 9794 mặc hộp đèn xi trắng giật không em gái hả? Im đi. Nó theo hộp đèn xi trắng rồi lát nó theo coi có thấy lên cho. Chốt đơn luôn anh chị yêu của em ơi. Rồi ok em qua món này cho mấy chị ha, lên một khác nha. Rồi dây này nha. Rồi lên dây tiếp cho mấy chị yêu kem nữa nè. Dây này là dây chỉ công Hồng Kông, 1 chỉ 384. 390 Đây chị Thảo coi 300 là lỗ vốn không?
350.000 nếu mà để mắc, mắc để lại, tại vì 350 là đúng. Lời có 10.000 à. Rồi tiền công sale không có lời luôn. Lời có 10.000 đồng à. Một chỉ 384. Tiền công đó là 500, thảo sale là 290.000. Rồi con sale giá 290 chốt đơn 7.445.000. 7445 tiền công sale với giá là 290 dây hồng công trơn giùm em gái nha. Dây siêu trắng một chi đổi đúng không? Đợi em đi chi lên. Em ra ngoài em kiếm thôi, có lần này cái chốt đơn. Rồi 1 chi 7 à, cái dây này siêu trắng nè. Siêu trắng 7 phân mấy. Mình chi gửi. Rồi 7.445 là mình có đơn nha. 7445. Alo. Alo chị Ngân lớn, lấy em dây 6 siêu trắng 1 chi rưỡi chị. Mì kim cương thì chờ okay, chút. Chút. Một chỉ 642 dài 4 tấc chính là 5 tấc, để là nam nữ là đều đeo được luôn nha. Dây cong mấy dây tấc? Dây cong mấy tấc vậy em? Hồi nãy em báo rồi mà. Dây cong là 4 tấc 3. Dây cong này dài 4 tấc 3, 4 tấc 2, 4 tấc 4 tấc 2, 4 tấc 3 là đeo được hết. Dây cong này rất là chắc luôn, bao đánh lộn luôn á. Còn cái dây này á là dây dây ép nha. Dây channel nha. Rồi hồi xin xin nhắn chị đúng không? Rồi ok vậy. À, luôn Quỳnh. Dây xi trắng 4 tấc có không em? Dây xi trắng cái này 4 tấc rưỡi. Dây xi trắng Thảo đang cầm là 4 tấc rưỡi nha. À, dây này là 1 chỉ 642, tiền công Thảo sale 250 thôi. Tiền công sale giá 250 chốt đơn giùm em 8.739.000. 8739 là mình có đơn. À, cộng dây xi trắng là bao nhiêu? Ok chị báo giá lại nè. Xi trắng là 4.193.000, tiền công 290.000, em lấy tiền xi thôi, còn bao nhiêu là em sale hết. Em lấy tiền si thôi. Đây, dây si trắng rất là đẹp. 8.7. Rồi nhanh tay chút đi mà em gái tình yêu của em ơi. Còn cái dây này mới đưa lên cho mấy chị là giá là 8.739. Ok, chốt thiệt Trinh Thảo luôn nha. Em chốt thiệt Trinh Thảo nha. Chứ khoảng trừ lại cho em 5 triệu tu hộ nội dung ghi tên Facebook, không game mua vàng, không game mua dây giúp em. Rồi, em có em còn hai sợi mì nha. Sợi mì này là 700 tiền công nhưng mà em tính có 350 thôi. 5 phần 58. Tổng tiền là 3.235.000. 3.235.000 là dài 4 tấc, 4 tấc 2. Trời dữ thương quá chờ. 3.235.000 giùm em. 3.235.000 là mình có đơn giùm em gái nha. Wow, dây này nam đeo cũng ngon lắm nè, nữ đeo cũng đã luôn ha. Cắt được không ạ? À? Không cắt chị. Em bán giá sale là không có cắt được, 5 tấc 6 luôn, 5 tấc rưỡi, 5 tấc 6. Dây là dây kim tiền luôn, rất là đẹp. Ống kim tiền ha, đẹp lắm. Hai chỉ 970, à, tiền công đó là 650, thảo sale 290.000 đồng. Rồi chốt đơn giúp em 15.645. 15.645, 3.255 dây 4 tấc. Rồi 4 tấc 2 đó chị, 4 tấc 4 tấc 2 okay, đó. Rồi chốt cho chị Sobe một đơn dây nha. Cho khoảng cho em gái 1 triệu nội dung ghi tên Facebook, không ghi mua vàng, không ghi mua dây giúp em. Rồi tiếp tục một cái sợi dây ép. Dây ép này đeo rất là đẹp luôn nha. Nè cái dây Hồng Kông này anh chị ơi, 15.645.000 giùm em. Dây Hồng Kông là 15.645.000 là mình có đơn giùm em gái nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị gái chốt đơn nữa nè. Cái dây Hồng Kông là 15.645.000, dây Hồng Kông nam nữ là đều đeo được hết. Rồi cái sợi dây ép Thảo đang cầm trên tay 4.685, tiền công là 900, Thảo sale còn 350. Ờ sale 350 sale quá rẻ luôn. Chốt đơn giùm em 24.571. 24.571 thì là mình có đơn con sale giá là 350.000 thôi. 24.571.000, 24.571. Này là đeo hai bên luôn, rất là đẹp nha. Rồi dây trắng là bao nhiêu vậy chị ạ? Dây si trắng là 4 tấc rưỡi. Dây si trắng là 4 tấc rưỡi, để Thảo coi. Dây ép mấy tấc chị em gái hả? Rồi đợi chút chị gái. Dây ép này là 4 tấc 2, 4 tấc 4 tấc 2 đeo vừa nha. Mấy loại dây ép này mấy chị phải đeo ngắn thì nó mới đẹp nha, chứ đừng có đeo dài. Đeo ngắn ngắn là nó dây này là 7 phân 55, Thảo sale với giá 290.000, tổng tiền là 4.193.000. 4.193. 4.193.000 là mình có đơn giùm em gái. Rồi Thảo còn thêm một cái sợi dây này nữa, dây nam dây nữ là đều đeo được hết. Dây này rất là đẹp luôn. Lên giá xe cho anh chị chốt đơn luôn nha. 1 chỉ 815. Chốt giây phút cho em đi. Ok, chốt giây phút cho anh Đạt nha. Cảm ơn anh Đạt, dây Hồng Kông phút nha chị ơi. Rồi chốt cho anh Đạt nha. Thằng Đạt.
chuyển khoản trừ là cho em gái 5 triệu thu hộ, nội dung ghi tên Facebook, không ghi mua vàng, không ghi mua dây giúp em nha. Rồi, dây này là dài 4 tấc 3, có thể 4 tấc đeo cũng được, 4 tấc 1, 4 tấc 2, 4 tấc 3. À, 1 chỉ 815, tiền công là 600, thảo sale 290. Rồi, chốt đơn giúp em 9 triệu 674 ngàn. 9 triệu 674 là mình có đơn à, 9674, cái sợi dây này là sợi dây đúc đập kẹo luôn nha mấy chị yêu ơi. Rồi dây một chỉ máy mà loại mà sắn á, không có xi trắng nhưng mà lấy thì mình xi lên giúp em lên hai dây này luôn chị. Rồi thôi lên hai đơn. Một chỉ 721. Một chỉ 721, em đang lên dàn 610 xi trắng đó mấy chị, chứ phải dàn ý đâu nha. Lên dàn 610 á chị. Rồi em có được hai sợi, à, một sợi là dài là 5 tấc, em báo dây 5 tấc đi nha. Sợi dây này dài 5 tấc nè, 1 chỉ 7, 2, 1, tiền công thả xeo 250. Rồi xe giá 250 chốt đơn giùm em 9 triệu 148 nghìn, 9148 tiền công xeo với giá là 250 ngàn tiền công. 9148 là mình có đơn anh chị ơi. 9148. Rồi ok, một cái dạ sợi dây sắn nha. Rồi 9148 nha. Rồi tiếp tục một cái sợi dây ngắn. Sợi dây này là dài 4 tấc 4. 1 chỉ 527. Tiền công 250. Rồi chốt đơn giúp em 8.145.000. 8.145 dây hàng công Phúc Khánh nằm cỡ 34 chỉ đặt nhé Thảo hả? Ok chị. Rồi trong này nè con. 8.145.000 là 8.145, rồi em đọc lại là em qua lượt nha. Con lấy đi con. Dây này là 4 tấc 4. Cái dây này là 4 tấc 4. Tiền công 250. 8.145. Cái dây thứ hai là dài 5 tấc, 1 chỉ 721. Tiền công 250, tổng tiền 9.148. Sợi dây thứ ba là dây xi trắng. Dây xi trắng chỉ công chiều dài là 4 tấc rưỡi. Tiền công thảo sale 290, tổng tiền 4.193. Sợi dây thứ tư, nam nữ là đều đeo được hết, 1 chỉ 815, 4 tấc 3. Bên em vô có gửi đi Úc chị Phúc Lê ơi. Tiền công sale 290, tổng tiền là 9674. Thành Đạt cọc 1 dạ, triệu gửi đồ lên đổi. Trai. Dạ được à, anh Tước nhưng không cọc cho em gái 1 triệu đi, rồi đây mọi người đổi lên đổi nha. Rồi em tiếp tục, sợi dây này là dài 5 tấc rưỡi. À, dây này là dây công oval nha. 4 chỉ 524. Tiền công là 800, thảo sale. À, sale nhiêu ta? Sale 350 thôi. Rồi sale giá 350, rồi chốt đơn em gái chơi. 23.739.000. Nam nữ là đều đeo được hết. 23.739, tiền công sale với giá là 350.000 thôi, nhanh tay giúp em gái nha. Tiền công sale có 350 à. Xong rồi Thảo lên mặt dây chuyền cho mấy anh chị chốt nha. Thảo có dòng nữa nè. Dòng cặp nữa rồi dòng lẻ nữa nha. Ta có dòng trơn. Đầu cơn chị nè. Con ghi thêm một cái tờ giấy khác. Con ghi thêm một tờ giấy khác á. Để là các khách chốt cái này. Rồi em qua dây được không? 350, 3, 2, 3. Đầu cơn chị nha. Rồi có dòng ngắn nào hỏi em đây. Cái dòng chơi, đây là dòng bính cho em dây, nha. Dây công, dây công Hàn Quốc đi ngang. Cái này dây, dây công hả? Hàn Quốc này chị nè. Cái dòng này là loại dòng bính này, đeo được từ size 48 tới size 56 dùm em. Trọng lượng dài là 1.626. Tiền công với giá là 300. 8.706.000. 8.706.000 là mình có đơn dây bản trên tay chị Thảo. Rồi dây bản trên tay chị Thảo. Hôm nay Thảo sale nha. Dây này là dài 4 tấc 2, 4 chỉ 685, tiền công là 900, nhưng mà thảo sale có 350 thôi. Đây, thảo sale 350 đeo hai mặt luôn, tổng tiền là 24.571.000. Mình đang lớn hơn cho em xin dây hồng con 3 chỉ chị, 3, 4 chỉ. Rồi dây bi bao nhiêu cô? Dạ rồi, dây bi C3 màu cho chị Thúy Nguyễn nha. Rồi, dây bi C3 màu. Đây, tiền công là 1.1 triệu, thảo sale còn 550, dài 4 tấc đến 4 tấc rưỡi, 9.794.000, 9794 nha. 9794 thì em gái chơi, 9.794 là mình có đơn nha, 9794 luôn.
Rồi ok, nhanh tay giùm em gái nha. Rồi Thảo lên mặt dây chuyền nho nhỏ cho dễ chốt nha, còn gì nữa không? Bông tai em có lên là nữa nha. Em chào chị Hảo, chào chị là Van Van Vio Nguyên nha. Xin chào lại các anh chị. Nay có lại lớp chân mảnh với thương cho anh chị lắm. Rồi, lên mặt dây chuyền suy trắng nha, 7 phân 21. Tiền công là 600. Thảo xe với giá 250. 250. Rồi chốt đơn giùm em 3.978.000. 3978 tiền con sale giá là 250.000 giùm em luôn nha. Mặt siêu trắng 3978 giùm em. Rồi tiếp tục một cái mặt oval tròn, Thảo sale không đồng tiền công. 3978 xin chúc mừng chị là Lila Hạnh Nguyễn. Lila Hạnh Nguyễn xin chúc mừng chị. Chị rồi, đọc cho em lấy 1 triệu tình yêu ơi. Không đồng tiền công 1 chỉ 242, cái này tiền công nó 800. Nhưng mà Thảo sale không đồng tiền công. 6421 giùm em. 6421 đang sale với giá không đồng tiền công mấy chị ơi. 6421. 6421 là mình có đơn gì em gái. 6421 đeo với dây 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ. 1 chỉ đeo cũng được luôn. 6421 dây vải cá là nó cũng phải dây vải cá là nó cầm. Đây này nè. Đem đi. Rồi 6.421 thì nó sale không đồng anh chị ơi, nhanh tay chốt đơn. Dây vải cá 3 chỉ hơn chị Tô Bảo Trân ơi. Em có 3 chỉ 3 hơn là nhẹ nhất rồi. Rồi, tiếp tục Thảo lên một cái mặt hình hoa mai. Đúc đặc rất là đẹp luôn. Đây, cưng ơi là cưng luôn. Chắc mấy chị đi ngủ trưa hết rồi hả? Hôm nay Thảo lên thử buổi trưa coi thử được không? À, 1 chỉ 0 phân 6 ly 4. Tiền công nó là 400, Thảo sale 190.000. Rồi công sale giá 190 chút đơn giùm em. 5691. 5691 là mình có đơn công sale giá 190 giùm em ha. 5691 là mình có đơn ạ. 33 năm. Giờ em lấy dép ok chốt cho chị Trang Hoàng luôn nha, một đơn dép. Rồi một đơn dép rẻ quá mà. Chị rồi chúc mừng chị nha. Chị khoản chịu lại cho em 5 triệu thu hộ nội dung Facebook ghi Trang Hoàng, không ghi mua vàng, không ghi mua gì hết chứ em. Dây vảy cá một chỉ là không có nha. Rồi cái mặt dây chuyền, cái mặt dây chuyền là 5.691.000, 5691 nha. 5691 nha, rồi tóc ngậm hột trắng có không gì làm hai chỉ là loại gì chị, dòng hay là nhẫn hay gì chị gái ơi. Chị hỏi cho chị Lê Hồng Phượng nha. Rồi ok này cô Ngọc Bảo rồi. Cô Ngọc Bảo cô có mấy mẫu sợi dây này cô cũng rất là đẹp cho cô nè. Con có sợi dây này cho cô, đây là gì đây? Đây, đây là cái sợi dây lập vuông nhanh nó khúc ống cô nè. Đây là ống luôn nha, khúc ống rất là đẹp. Đó, ai nãy chút họ chốt hụt rồi thì là lấy cái sợi dây này. 5 tắc 3, 3 chỉ 219, tiền công là 700, thợ bán là 350 thôi. Rồi sale giá là 350.000. Nam nữ đeo được hết, dây dây khúc rất là đẹp luôn, mẫu này mẫu mới. 16.992.000 giùm em. 16.992 tiền công sale giá 350.000 giùm em gái mấy chị ơi. Nhanh tay chốt đơn 16.992 mấy chị nha. 16.992 giùm em. Rồi ok. Rồi lên tiếp với chị nè, đây em có sợi dây Hồng Kông C2 màu nữa. Đây em có thêm một sợi dây Hồng Kông C2 màu, 3 chỉ 0, 2. 3 chỉ 0, 2. 3 chỉ 0, 2, 2. Tiền công là 900, Thảo bán 300, không thể bán 450. Rồi sale công giá là 450 chốt đơn giùm em. 16 triệu Vương Thị Duyên em cọc rồi nha ngân dạ rồi ok chị. 16.074 anh là tiền công xe 450.000 tình yêu ơi. Chị ơi che em đổi lại đâu bông hồi nãy em đọc lấy bông ép ok chị yêu. Được luôn chị vô Messenger nhắn tin với bạn giúp em với. 16.074 anh dây Hồng Kông C2 màu tình yêu ơi. Mặt bông chị Thảo hả? Rồi mặt bông dạ. Đây nè. Mặt bông này chị Minh Lê. Mặt bông này là đeo với dây 2 chỉ được nè. Dây 2 chỉ, dây 1 chỉ, dây chỉ rưỡi đều được luôn nha. 1 chỉ 0, 64 em... Em về Việt Nam rồi hả tình yêu? À, về Việt Nam rồi hả? Qua tiệm đi. Tiền công tao xe 190 thôi nè. Tiền công xe 190, tổng tiền là 5.691.000. Không thích khúc ngân hả? Không thích khúc hả? À, cũng thích khúc hả? Giờ nó có dây đó. Báo giá từ ngoài vào số. Rồi, rồi, dây hả? Dây xoắn trên tay bao nhiêu? Cái mặt đó bao nhiêu rồi? Dây chuyền hai màu nhỏ Thành Đạt, Thành Đạt lấy cái dây này nè. Dây nam đúng không? Dây chuyền bi màu đó bao nhiêu, mấy tắc rồi ok, dây từ số 2 ngoài rồi rồi ok. Rồi Thảo báo giá hết cho. Và mặt dây chuyền này là mặt dây chuyền này tiền công nó là 600 mà Thảo sale 190, tổng tiền là 5.691.000. Trọng lượng là 1 chỉ 064.
5691 giùm em anh chị ơi, mặt hoa đó chị Minh Lê chốt không tình yêu ơi, mặt rồng mà ok anh trai của em nha. Rồi mặt rồng 1 chỉ 807, tiền công là 700, thảo sale là 350 thôi, mặt rồng nha. Rồi chốt luôn anh Đạt ơi, 9.692 nha. Đeo dây nãy đẹp đó. 9.692, đeo với chung dây nãy là gọi bao ngầu luôn anh ơi. Con sale giá 350.000 cho anh trai thôi nha. 9692 đẹp á, đeo đẹp đó Đạt. 9692 giùm em. Rồi cái nha. Mặt dây chuyền này không đồng tiền công. Ok, mặt rồng mà chốt cho anh. Rồi chốt mặt rồng đi con, lượm giùm cho dì đi. À, cái mặt dây chuyền này oval tròn không đồng tiền công 6.421.000. 6421. Rồi để em báo cho Lê Thảo 6421 nha. Không đồng tiền công á, tiền công ngoài thị trường là 800. Rồi em chốt cho Thành Đạt rồi. Rồi em chốt cho mặt rồng rồi nha. Rồi từ dây thứ hai vô là dây này. Rồi báo giá lại cho chị yêu ha. Cho chị là Vương Thúy Diêm. Dây này là dây hồng. Loại này là dây rồi, dây này là 5 tắc 3, 3 chỉ 219, tiền công là 800, thảo bán 350, tổng tiền là 16.992.000. Rồi chốt luôn mấy chị yêu em ơi. 16.992.000. 16.992.000. Bỏ mặt ra đi con, không lượm mặt cái chuyện ra thì để. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè, dây B là bao nhiêu? Trong trai dây số 3 hả? 16.992 xin chúc mừng chị là Vương Thế Duyên nha. Vương Thế Duyên em xin chúc mừng chị. Rồi dây đầu tiên, từ để em báo từng cái một hết. Rồi trong ra dây số 3 đúng không chị nội? Ok tình yêu, vô nhắc tin giùm em gái đi. Dây sắn nữa đúng không mấy chị? Dây sắn đợi em nha, em lên là cho cái chốt đơn cho. Ủa chị Minh Lê quên đó rồi, chốt mặt bông không? Chị Minh Lê ơi, đợi chị để dây nãy cho mẹ. Ôi dạ ok, biết rồi tình yêu ơi. Dây sắn này với lại dây trong ba ra đợi chút nha, em lên báo giá cho. Nam có lên dạy chị lớp cho mình mảnh cho mấy chị nữa nha. Rồi dây bi dài 4 tắc đến 4 tắc 2, 4 tắc rưỡi luôn. Tiền công là 1.1.000, thảo bán dưới giá là 550. Tổng tiền là 9.794.000. 9794 nha. 9794 giùm em chị Lê Thảo ơi, dây này có tăng đưa cho chị, muốn đeo ngắn hay là đeo dài vẫn được nha. 9294 giùm em. Rồi dây ở trong ra là dây số 3. 123. Rồi dây sắn luôn. Dây này là dây sắn nha. Tiền công thỏa sale 250, 8.145.000, trọng lượng vàng 1 chỉ 527. 1 chỉ 527. Rồi dây nào nữa, mấy chị bình luận lên, em báo. Dây bi là 9.797.000. Dài của nó là 4 tấc đến 4 tấc rưỡi. Còn sợi dây này là dây chỉ công Hồng Kông. Dài của nó là 4 tấc 3, trọng lượng vàng là 1 chỉ 384. Tổng tiền là 7.445.000. Trời ơi, okay, chị nha, thích mẫu nào là cứ chốt cái đó luôn nha mấy tình yêu của em ơi. Nay em có lên mấy mẫu kiểu rất là dễ thương nha mấy chị luôn. Rồi, để đeo cái nhẫn này lên cho mấy chị xem. Rồi, mấy chị còn hỏi cái nào nữa không? Em lên thêm mặt dây chuyền nữa nha. Mặt dây chuyền 1 chỉ 463. 1 chỉ 463, tiền công nó là 600, thảo sale 190.000 đồng. Trời ơi, sao hơn nữa con giá. Nam nữ ơi, đều đeo được hết luôn nha. Nam đeo, nữ đeo được hết luôn. Rồi, rất là đẹp nha. 7754 giùm em. 7754, tiền công sơ giá là 190.000 thôi. Mặt hình ông gì lặt giùm em luôn anh chị ơi. Rồi, thôi lên mặt Phật nha. 7754. 7754. 7754 giùm em gái luôn anh chị ơi. Đợi lên tiếp mẫu mặt mình để cho gái nè. Rồi, mặt Phật. Mặt Phật rất là đẹp. Trọng lượng vàng là 1 chỉ 084, tiền công 600, thảo sale 200. 8064, tiền công sale với giá là 200. Rồi chốt đơn em gái chơi 4.667.000. 4667 công sale 200. Rồi 1.054 nè. Ủa, rồi con 1 chỉ 054. Rồi con bấm lại đi. Rồi tiếp tục mặt thanh giá nha mấy anh chị.
Đây mặt thánh giá có tấm luôn, full tấm luôn, rất là đẹp và dễ thương. Chị ơi, cái mặt đó là 5.804.000 đó chị ơi. 5.804 dùm em nha, 5804 mặt mẹ quân âm dùm em gái luôn. Có một chỉ 084, tiền công là 200.000 đồng, tổng tiền là 5.804.000. 5804 là mình có đơn ở 5804 lớp tay nhẹ vàng đó không? Rồi có luôn. 4 phân 78, thì công ngoài thị trường là cỡ khoảng 500, thảo bán 150.000. Rồi sale giá 150 chốt đơn dùm em, 2621. 2621 dùm em con sale giá 350.000 cho em gái luôn anh chị. Rồi thảo qua dây nha. 2621 dùm em anh chị ơi, 2621 dùm em gái rồi ok. Thế lên mặt dây chuyền thêm một cái nữa. Rồi số một câu sẽ bạch kim lại được không? Dạ được nha chị Nghi Linh Nguyễn. Được hả chị gái? Dạ 18 là gì không muốn đưa dạ mình có thể sẽ cắn lại được nha. Rồi mặt dây chuyền 2 chỉ 3116. 2 chỉ 316. Tiền công là 1.300.000. Thảo bán 250.000 đồng. Thảo sale luôn 250.000. Dây chuyền hộp màu xanh rất là đẹp luôn. Buổi trưa cho mấy anh chị, buổi chị mấy chị nghỉ hú trưa. Coi em xem like em bù đắp cho mấy chị. 12.247.000. 12.247.000 là mình có đơn nhà em gắn mấy chị ơi. Rồi em lên lắc nhẹ nha. Em qua ha. Con dán đi con. Lắc tay hay lắc chân đây? Lắc chân đó chị. Mấy chị lên lắc chân không em? Em có. À vậy đó hả? Rồi ok. Mấy chị, chốt đơn là chắc cái tay giùm cho em nha. Chốt xong rồi đổi tới đổi lui tội nghiệp mấy đứa nhỏ, tội nghiệp em luôn nha mấy anh chị. Chốt chắc tay giùm em nha. Ok mấy chị nha. Mấy chị chốt món nào mấy chị chốt món nào mà đã chia khoản thì mấy chị lấy món lấy với em nha, chứ đổi là bên em ưu tiên đổi một lần thôi, chứ đổi một hai lần là bên em sẽ bị mất, mấy chị là bên mình bị mất cọc đó nha mấy chị. Ok mấy chị nè, đây nè, em có một cái lát chân lát tay luôn mấy chị nha. Giờ lên lát chân lát tay cho mấy cái chốt đơn mấy chị ơi. Em là đang cầm lát chân, chị đó là đang cầm lát tay. Đây lát tay đây. À, rất là đẹp, lát tay đẹp ơi là đẹp luôn. Em bán đồng giá lắc tay cho mấy chị chốt nha. Em làm đồng giá hết luôn nha. 290.000 đồng giá ha. Rồi bây giờ em bán từ 1, 2, 3. Hai cái này là một kiểu. Ni từ là 46 cho đến là 52, 54 là đeo được nha. Lên xe cho anh chị là mua đơn mấy chị yêu em ơi. Xe với giá là 290 đồng giá luôn. Rồi dây cái lắc đầu tiên, lắc đầu tiên là tim nó thẳng luôn, rất là đẹp. Đây nó là như vậy. Một chỉ 398, tiền công 290.000 đồng giá, đúng không con? Giá chưa vừa hả? Giá chưa, tiền công 290. Chốt đơn em nè, đồng giá hết luôn, lớn nhỏ rồi, đồng giá luôn 7.518.000 cho nó lẹ luôn. Trời trời, 290.000 không có lắc. Không tin mấy chị ơi, 7.518.000 rẻ hơn một đôi bông tai. Rẻ hơn đôi bông tai mấy chị mua la luôn mấy chị ơi. 7.518.000 giùm em con sơ giá là 290. Mấy mẫu này mấy chị đeo vô tư nha, bởi vì nó có tăng đưa đó, nên là mình đeo được ni lớn tới size ni nhỏ luôn đó mấy chị. 7.518. 7.518 giùm em nha, lắc tay. Rồi 7.518 giùm em. Đi tay từ 46, 48 đến 52, 54 em thêm tăng rơ vô làm được nha. Rồi ok mấy chị chưa? Rồi lên tiếp tục cho mấy chị nha. Rồi ơi, dây chị Ngọc chơi hỏi nên đây là bao nhiêu? Dạ rồi. Rồi chị Phượng Hoàng Lửa đây. Rồi em báo luôn cho chị chờ em một chút, con mở bằng khóa đó. Rồi nhanh tay giùm em nha. Rồi em qua ha. Đây cái sợi dây chuyền Thảo đang đeo trên cổ, Thảo có hai đơn. Thảo về hai đơn, Thảo sẽ ưu tiên trên livestream trước nha. Ngoài tiệm không có hàng ha. Cái chuỗi này là Thảo tặng, còn dây bi ba màu là Thảo tính tiền dây bi ba màu nha. Rồi nó là 5 chỉ 466.
Vòng bi hai hàng bao vòng nhiêu? Vòng bi hai hàng bao nhiêu? Vòng bi hai hàng bao nhiêu ạ? Ni bao nhiêu chị? Vòng bi nãy mới vừa lên là đúng không chị yêu của em? Chị cần ni đây bao nhiêu? Cái vòng đó là vòng lẻ đó chị, còn muốn mua cặp thì mình đeo cặp cũng được nha. Rồi lên sơ dây giả đang cầm luôn. Rồi 5 chỉ 466, tiền công là 1.900.000 á, nhưng mà thảo bán với giá là 1.100.000 thôi. Rồi sơ giá là 1.100.000 nha. Chốt đơn giùm em. Đỗ Khánh đi 48. 29.350.000. Còn Bi Hàng đi 48 rồi có. Cái dòng này mới gì lên nữa. 29.359.000 giùm em nha. Cái dòng một vàng mới để đâu kia rồi. Chị em mới chào chị Thảo, em vừa ở tiệm mới về đến nhà, chúc chị Thảo có tới nơi nhiều sức khỏe nha. À Semi An Nhiên á hả? Dạ đúng rồi, Semi An Nhiên á chị. Chị hồi nãy dòng nào con? Dòng ở biển này hai dòng. Ở đây nè, hai cái dòng này nè. Okay. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai dòng này ni 48 đó chị. Để em lấy cho. Rồi từ từ uống. Gọi điện nghe máy nha. À, tiền công thôi bán 1.400.000, 29.359.000. À, cổ thì là Thảo là cỡ khoảng là 38-40 là đeo vừa luôn. Đó, 40-42 cũng được. Đó là như vậy. Còn không thích thì cắt cái sợi dây này ra. Còn sợi bi ba màu thôi. Đó, nó lại vậy đó. Cắt cái dây bẹt hột bẹt ra luôn mấy chị. Còn cắt hột bẹt ra. Không thích thì cắt hột bẹt ra. Hột bẹt em tự thiết kế nó giống vậy nè. Đeo nó là một cặp, một bộ luôn. Rồi hai cái dòng này nha. Ngân có khoen em bé không? Em có. Có bông khoen đúng không? Có chứ, có chứ. Em có cái dâu tầm của em bé luôn nè. Để tao ngủ đeo. Dâu tầm em bé không lại giật mình, lát nữa em tặng cho cái mẫu này nha. Mẫu tặng nha. Rồi bông rùa bông bạc đẹp quá mấy chị. Ờ em có cái tấm lắc này xinh quá nè. Cái lắc này đẹp nè. Rồi bỏ qua sợi dây đi con. Bông bé. Bỏ qua sợi dây bán vô vô. Em lấy dây dao tầm chị ơi hả? Trời chưa lên giá. Dao tầm chờ một chút đi, thôi lên giá thôi mai mã tặng cho. Chưa lên giá chờ luôn. Một chút. Thôi là mã tặng dao tầm cho. Đây là lắc chân, lắc tay nha. Rồi cái dòng này là 1.64. 1.642. À, tiền công một dòng là cả khoảng là 800 nhưng mà thảo bán là 290 một dòng thôi. Rồi sơ giá là 290, chút đơn giùm em. 8.779.000. 8.779 một dòng. 8779 là một dòng giùm em gái mới chơi. 8779 là một dòng. Ni 48 nha. Nó có một cặp ni 48 nha. Không có giá 290.000 thôi mới chơi. Sao ni 48 giùm em gái luôn anh chị. Rồi ok, em tiếp cho mấy gái chút đơn nè. Dòng bi là 8779 một dòng. Lấy hai dòng mình để hai dòng giúp em nha. 8779 là mình có đơn. Em lấy dao tầm giá bao nhiêu chị ơi? Đợi em chút. Vậy đó hả? Rồi rồi đi đi. Rồi ok mấy chị yêu kem chưa, em lên nha. Dòng bi hai hàng đó chị hà. Dòng bi 20, dòng bi hai hàng. Rồi để em kiếm tôi cái này 48 không. Còn cái này nó sao? Chờ em chút, chờ chút. Dòng bi hay à, Zani 48 hồi sáng thì có lên. Đây 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 này có lên. Rồi để chị lấy cho, để chị lấy cho. Bông khoe em bé em có sẵn rồi nha, đợi em nha chị ơi, bông bạc em có. Rồi bây giờ là lấy cái gì? Dao tầm. Dao tầm đúng không? Đây. Dao tầm nó bán ở ngoài là cỡ khoảng là bao nhiêu đây ta? Đây đúng không? 400 mấy. 450 tới 500. 450 500. Mà thợ bán cho cháu nó là cỡ có 4 dòng phải không? Bán 150 thôi. Bán 150 thôi tình yêu của em ơi. 150 một dòng bé từ sơ sinh cho đến 2 tuổi là đeo được luôn. 150 tình yêu của em ơi, cái này là dao tầm giùm em gái mấy chị nha. 150.000 như có 4 đơn. Em có 4 đơn, 150 thảo có 4 đơn nha. 4 đơn mấy chị ơi. Rồi ok chốt vòng nha, chốt mấy chị yêu cái một đơn em mặc một đơn nha. Rồi. Rồi còn gì nào nữa mấy chị còn ơi? Còn 3 đơn nữa nha. Còn 3 đơn nữa nha, em có 150 à. Có 150 mấy chị ơi. Rồi chốt thôi em còn 3 đơn nha, mua cho bé đeo mấy chị gái ơi. 150.000 giùm em, 150.000 nha. Đang có giá sale với lại cái chuỗi trầm này luôn mấy chị ơi. Chốt đơn với giá là 150.000 giùm em nha. Rồi ok nữa mấy gái chốt đơn nè. Ủa nay hồi sáng
Sáng chị nào hỏi em đã bông khoe phụ nữ ở cộng đi ngủ rồi không dậy rồi đi ngủ chưa dậy rồi à, chia sẻ trang một chưa con? Rồi một vòng cho tạm chốt chị là anh tốt một vòng đó nha. Rồi chia sẻ trang một đi con. Rồi còn hai đơn 150.000 để cho gì con lấy mấy con chia sẻ đi. Rồi 150.000 nha mấy anh chị, 150.000 em còn vòng hai vòng nữa là hết. Dâu tầm được cho bé đeo không có giật mình. Đây là quen của em bé luôn nha. 1/34. Tiền công là tính cho cháu nó là 90.000 thôi. 783.000. 783.000 là mình có đơn xe 90. Chị Hạnh Ngô, rồi chốt cho chị Hạnh Ngô một cái vòng và một vòng nữa. Chốt cho em vòng bi 2048 nha chị ạ. À, em rồi chốt rồi. Một vòng bi không 2000 có nghĩa là một vòng mà nó hút vô. Có chầm 180 hạt không em không? Không chị, không nha chị Thúy Ngọc. Lên vòng đi chị đi số 10 rồi, cô Mỹ Tâm Thảo lên cho. Em không có sáng sáng chốt hộp thiệt. Ok Nguyễn Hội. Đợi em. Rồi. Em còn một cái. Đôi vòng này là 1/34. Tiền công là tính cho cháu 90 thôi. 783.000. 783.000 chị Lucky của em ơi, Lucky của em nãy cộng lên lại đúng không? Rồi Thảo còn một cái dâu tầm nữa nha là hết nha, 150 nha. À, bé đeo mới sanh đến 1-2 tuổi là vẫn đeo được, 3 tuổi vẫn đeo được nha. Lấy trăng 1 chia sẻ là trăng 2. Hồi nãy giờ không chia sẻ luôn hả? Chia sẻ liền luôn đi con. Rồi ghim đi chưa? Rồi ok mấy chị nha. Ghim chưa? Ghim chưa? Chị đi ghim đi chị. Ghim có quen dấu khóa không nha? Có quen dấu khóa. Quen dấu khóa là quen gì? À quen dấu khóa nó có. Không chị yêu ơi. À hiểu rồi. Đây quen dấu khóa này chị Nguyễn Thảo có. Đây quen dấu khóa này đúng không? Quen dấu phía trong nè. Lấy bông tem bé đây chị ơi. À quen dấu khóa hả? Dạ là nó vậy. Lắc bì 3 phân có không ạ? Lắc bì 3 phân và 24 đúng không chút Ngô Nguyễn Lê? À mình còn không? Còn. Lắc bì 3 phân em còn nha. Đi bao nhiêu ha? Có từ xa 48, 50, 52 hết đá rồi. 48, 50, 52 hết đá. Giá vàng bữa nay bao nhiêu? Có biết giá chưa? Dạ rồi. Nếu mà chị lấy vải vàng lắc 24 đúng không chị? Lắc nữ trang 950 đúng không? Năm lấy chị cái lên sale chị nha. 3/02. 3/02. À, tính ra giá sale tiền công cho cháu nó 150 thôi. Thôi 120 thôi. Chia luôn. 120 chốt đơn giùm em 1.681.000. 1681 giùm em. 1681 xe 120 triệu Nguyễn Thảo chốt đi tình yêu ơi. Chốt luôn gì đẹp của em ơi. Đỗ Khánh Như đúng không? Bây giờ là đi 48, để em coi nó có đi 48 hay không em. Cái gì con? Cái dòng 2 hàng bi với chị, đi 48 thôi, khách chốt. Thảo làm đi cho. Em làm đi cho. Đây tình yêu nè. Cái bông khoen phù hợp của chị là Nguyễn Hội chốt đi tình yêu qua bông khoen phù hợp tình yêu. Rồi, 4/14. À, tiền công nó 600 thôi bán là 270 thôi. Sơ giá 270 Nguyễn Hội ơi, chốt đơn giùm em nha, 2.410.000. 2.410.000 là mình có đơn lại, tiền công sơ giá là 270 giùm mày kim tiếng nữa em lên trong lên rồi. Tầm tầm 5 phân mấy tí đổ ơi. Được không chị? Em còn 1 giây á, giùm mày kim tiếng còn 1 giây. 2.410.000 giùm em, 2.410 có một đôi nha, 2.410. Rồi thế làm đi cho 48 đúng không? 7 chỉ 2 7 chỉ 2 1 3. À, tiền công là 1 triệu 2, theo tính là 600 đi. Xe công 600 chốt đơn giùm em 37.891.000. Hiện tại ni của nó là ni là 50. Ni 50, 52 là đeo dừa, tháo làm ni 48 cho. Rồi 37.891.000 là mình có đơn giấy đó, em còn một giai đoạn chút đem lấy gì xem cho. Nó, quát, đi im, nằm đây nè. Thế nào, 150. Chốt đi 48 rồi, ok chốt chị Đỗ Khánh Như đi 48 em chỉnh này là cho chị nha. Chốt là chắc tay giùm em, bây giờ mà đổi lại cái khác là mất tiền cọc nha. Không có đổi trả được nha mấy anh chị. Hồi sáng giờ nghe mấy bé nói là mấy chị cứ chốt xong rồi đổi lại cái khác liên tục. Cho nên là em không còn sức nữa, em không có like nhiều đâu. Mấy chị làm giống vậy em buồn đó, chốt cái nào chắc tay còn không thì nhường cho người khác nha. Cho xin men chị hả, xin men. Ni bao nhiêu chị lên ni đi. Rồi em lên cho em lên 2 bộ. Một ni em có 2 bộ từ 48 đến 64. Rồi ok chốt chị Đỗ Khánh Như là chị không cọc cho em gái để em làm đây cho chị nha. Rồi dài 4 tắc 2, 4 tắc 3. Cho chị Ti Đỗ nè. Chị Ti Đỗ nè. À, 0/5/58 tiền công nó là 600, thảo bán 3. Thảo bán 350 thôi, tổng tiền là 3.235.000. 3.235.000 giùm em.
3.235.000 anh chị ơi, 3235 giùm em nha. 3235. Nó có cái dòng này nè, hai màu, ba hai màu sẵn luôn, ba màu. Nó có sẵn luôn, rất là đẹp luôn. Thở xeo cái dòng này cho. 150. Ni 48 luôn nè. Đây khỏi cần phải làm ni nè. Cái ni là ni 48, không cần phải làm ni luôn. Đó, à, nó là khóa như thế này, có hộp này luôn. 3 chỉ 819. Tiền công là 1.200.000. Thỏ bán là 490. Rồi sơ công giá 490, chút đơn giùm em 20.234.000. 20.234.000 thì con sale với giá là 490.000 thôi tình yêu của em ơi. Nhưng ta chút đơn giùm em gái nha. 20.234.000 giùm em. Trời ơi, okay, mấy chị nha, lên xe nữa mấy chị yêu của em nè. Em đang đây là một cái nhẫn giùm em luôn. Nhẫn này hộp nhẫn đất trời phát đó mấy chị ơi. Đây là đây tấm giùm em gái nha. Mở cái tấm TV chết nữa. Chiếc này đang cầm lên cho mấy chị, nó chỉ có chiếc con 94 thôi, gần dưới 1 chỉ giùm em. Gần 1 chỉ nha, chứ 16 giây nó đủ 1 chỉ mấy chị ơi. Đâu cho thích chiếc vuông này nói em nha. Dòng bản này đẹp quá nè. Dòng này dòng bản nha. Dòng bản là ni là 54, 56 là đeo dừa. Chào chị. 54 hay 56 đeo dừa? Ni 54, 56, 6 chỉ 394. Rất là đẹp luôn. Xeo. Đó, đẹp chưa? Lắc đẹp chưa? Đồng tầm 8 chỉ có con ngựa trên lắc đó em hả? Rồi, lắc này em lấy cho. Có đó chị, chờ em một chút. Với nhỏ ơi. Anh Điêu này đưa ra chị ngon lớn gì kiếm cái lắc đó giùm. Này có nè. Hình con ngựa. Hình con ngựa có nè. Hình con ngựa hay con rồng để ta coi. Như ta có đem vô mà. Để ở ngoài đó không có người con ơi. Có lúc gì bán cái đó. Lúc nãy em có đâu em không nghe chị Thảo hả? Cái chuyện sân lá đi chị. Sân lá một chỉ mấy đúng không tình yêu? Hay là chị Tế Nguyễn Như hỏi em như về sân lá rồi nè. Thử đeo ấy rồi đợi em chút tình yêu ơi. Về sân lá nãy đang đeo giả đeo là đầu lai là 2 lượng 1 hơn á chị. Còn đâu dưới đây nè phải không? À, 2 lượng 1 hơn hay sao? 111.110.000 đó em bán tiền công là 1.200.000. Chị thích thì lấy cái dây đó. Lên mặt dây chị đeo với dây B8 chỉ với em có. Rồi ok. Đây dây bi 8 chỉ đây. Mặc dây chuyền bi luôn, dây bi 8 chỉ luôn, 1 chỉ 996. Nói là có luôn, tiền công 800, tối sale hoặc là 390 thôi. Rồi sale giá là 390, chút đơn giùm em 10.709.000. Đây mặt trước mặt sau. 10.709 tiền công sale với giá là 390.000 thôi chị yêu em ơi. Rồi mặt bi giùm em gái nha, vừa tắm và vừa bốc máy luôn. Ít thôi, chị mua dùm kính chỉ thôi. À, là cái gì? Cái dây sắn đó chị. Dây sắn có đây nè. Kính chỉ. Nè, dây này đi hả? Đó, có đó chị. Có đó, 7 chỉ mấy có đó nha. Rồi, 10.790.000. Rồi, chốt. Ok, chốt cái mặt rồi, cho chị nha. Rồi, chốt cho chị đi em. Chị khoản chị lại cho em 5 triệu thu hộ, nội dung ghi tên Facebook Thúy Nguyễn, không ghi mua vàng, không ghi mua mặt nha. Rồi, cái dòng bản này ghi ni chưa con? Dòng bản này là ni là 54, 56 ha. Ai 54, 56 là đeo dừa, 6 chỉ 3, 94 ha. 6 chỉ 3, 94. À, tiền công là 1.200.000, thả bán 450 thôi. Rồi, chốt đơn giúp em 33.507.000. 33.507.000 con sơ giá 450.000 giùm em nha. Chị Vương chỉ ra đời chốt cái gì vậy? Em ngăn ở chốt dây sớm cho chị rồi chị dân khoản để kịp sinh nhật. Dạ rồi chị ơi, để bên nhân viên mình em sẽ tranh thủ đi hàng sớm cho mình nha. Xin mê đi 52 rồi con lấy cái chùm 52 chứ gì. 35.507.000, 35.507.000. Đây này mấy chị, em có một chùm xi men từ 48 cho đến là 64 nha. 48 đến 64 là có luôn nha mấy anh chị. Đâu cứ mấy chị ok em nha, xi men xanh đi 52 đợi một chút để em lấy. Rồi lấy vừa 52 ra đi con. Em qua vòng nha. Đây mấy anh chị, lắc thích lắc nào em tính liền lắc đó cho.
Em chào chị Vũ Phương Lê, em chào chị. Lắp đi hôm 4 và phân giá sau. Ok, mình yêu kem này lấy cái mẫu đó, hai đợi em chút nha. Em đang lấy một mẫu cho mình cho. Size 52. Đây 52 đây. Simen size 52 em có hàng rồi, tình yêu kem múc máy dứt dắt hơi bị đẹp luôn nha. Chút Nguyễn ơi, Lê đợi em chút để em lấy một cái lắc vô nát đi cho mình cho. Đây là lắc nha mấy chị. Anh Hương con lớn hơn cho em xin lắc bi 3 con vàng hơn 4 á chị. Lắc bi 3 con vàng hơn 4. Trời, hôm nay đem lắc xoắn vô quá trời, lắc xoắn luôn. Lắc xoắn quá trời luôn. Này dài, lắc xoắn này là dài 17cm là đi 54. À, một chỉ một, một chỉ một 75, tiền công là 700, thợ bán là 250. Rồi tiền công sẽ giá 250 chút đơn giùm em anh chị ơi. 6.325.000 chụp cho chị gửi coi coi bao nhiêu tiền một bộ vậy hả? Đầu tư chị lên luôn, chốt luôn. Dạ em lên trên like luôn chị. 6.325.000 giùm em. Còn xin 6.325, 6.325. Còn xin em này chị lên trên Nguyễn Thị ơi. Đúng đi nó luôn đúng không? Dạ đúng đi 52. Rồi đúng đi 52 luôn đây mấy chị. Đó, đúng đi 52 luôn. Một lượng không chỉ 1 phân 2 ly 6 có rồi con. Tiền công hai bộ là tháo sale 900 nha. Một bộ là 450, hai bộ là 900. Tổng tiền 53.251.000. 53.251.000. Thảo cho vàng chỗ khác đổi lấy vàng nhà nha, đổi lấy vàng mới nha, vàng cũ đổi lấy vàng mới bù tiền công nha. Đây rất là đẹp luôn. Rồi chị xin cá đúng không chị Thúy, anh đợi em chút tình yêu của em, anh đem vô cho tính tiền liền nha. Rồi ok lên trang Nguyễn Thúy ơi, nếu mà chị lấy đây là trang số tiền là mình có đơn. Cái này nếu mà chị mua cái này là hai bộ. Cái này hai bộ chị, còn nếu mà chị lấy một bộ thì chia ra nha. Thì tiền công có 450 thôi, 53. 251 chia cho 2 thì là một bộ của nó là 26.625.000 đó chị ơi. Một bộ của nó là 26.625.000, tiền công 450.000 một bộ giùm em gái nha. Rồi đồng ý Út một cái tình yêu em ơi. 26.625.000 một bộ giùm em. Xa 52 giùm em ha. Rồi chị lên trang Nguyễn Thúy chốt không chị? Đồng ý em ra biêu chị gái yêu à. 54 có 3 bộ không? Có 2 bộ rồi chị. Có 2 bộ chị gái ơi. Còn 3 bộ thì mấy chị ra tiệm mấy chị mua, mấy chị gửi cho nó dễ mấy chị hả? 26.625 đầu tiên qua nha. Đây em có cái lắc này dễ thương lắm. Lắc là lắc vảy cá luôn. À, nó là 2.984. Quan cũ, cũ đem lên tiệm mới đổi được. Đúng rồi chị nha, có nha. Vàng chỗ khác mà mấy chị đem mấy năm về trước mà cũ á, đem lên tiệm em hoặc là mua trên livestream này, em vẫn cho đổi ngang bù tiền công thôi nha. Rồi 2.984 dài 17cm thì là 54-56 đúng không con? Dạ đúng rồi. Rồi lên vòng đi 60 tháo lên cho. À, tiền công là tháo bán là 800 mà tháo tính trên live này là 300 thôi. Rồi xe giá 300 chút lên giùm em mấy chị ơi. 15.727.000. 15.727 tiền công sale là 300. 15.727.000. 15.727 nha. Rồi để tháo lên cái lắc cho chị đi 60 chứ chờ này chắc đang đi làm hả? Sao lâu lâu chạy ra rồi thọt ra rồi cái tọt vô. Đây là gái yêu của em ơi. Chị gái Trúc Nguyễn Lê. Trúc Nguyễn Lê ơi, đây là lắc đây nè, chị gái yêu nè. Lúc bây ba phong gái yêu của em nha. À lúc bây giờ là nam phong chứ. Mình nam phong mình không đưa phong đâu. Sợi dây bọng xe màu là mấy tóc chị em gái hả? Dây bọng xe hay màu đây để theo báo cho. Vậy là hỏi tà rinh hôm qua chắc hết rồi. Hỏi chơi có chân bày lên chưa? Cái
3 chỉ 022, dài là 5 tấc 3. Cái sợi dây này là dài 5 tấc 3 nha. Nam nữ là đều đeo được hết. Nam nữ đeo được hết. 16.074.000, tiền công 450 thôi. Em lấy tiền si thôi nha. Em chỉ lấy tiền si thôi. Là 16.074.000. 16.074.000 là mình có đơn giùm em gái nha. Rồi Thảo lên cái dòng này nha. Rồi. Cái dòng này là ni 60-62 đeo dừa. Tao có một cặp nha. 3 chỉ 8-98. Đây là tao có một cặp luôn. Dòng này là dòng khóa đàng hoàng nha. Rất là đẹp luôn. Rồi 3 chỉ 8-98. Tiền công của nó là cả khoảng 800. Thảo sale với giá là 380 một cặp. 380.000 một cặp. Rồi 20.533.000. 20.533.000 là mình có đơn. 20.533.000. 380 một cặp mà một chiếc còn chỉ có 190 thôi đó mấy chị ơi. Sale quá trời rẻ một luôn. Chiếc có 190.000, rất là rẻ luôn. Chúc cho em gái mấy chị gái nha. Dạ chị hỏi cho chị Trần Phương. Rồi nhanh tay chúc bây giùm em, nhanh tay chúc bây giùm gái mấy chị yêu ơi. Lắc phê lửa không em con? Dây con bọng dài 5 tấc rưỡi, ống rồng 3 chỉ để chị hả? Dây chỉ con bọng mà dài 5 tấc rưỡi, ống rồng 3 chỉ mấy? Nó có cái này nè. Cái dây này em biết là dài bao nhiêu nè. Con coi cái dây này dài bao nhiêu tấc. Rồi em có tiếp tục một cái dây, một cái dòng nữa nha. À, hôm nay em lấy hàng rồi, đẹp ưng ý nha chị đẹp. Phương Hạnh Võ rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Chị nó ưng ý là em mừng lắm rồi, em sợ nhất là không ưng ý. À, cầm ni 54 à, em chỉnh ni 54 cho. Dây này là 40 triệu. À, chị chốt đi em tính 54 cho. Hôm nay có lên cẩm thạch không? Dạ có nha. Cẩm thạch chị đi bao nhiêu, hôm qua giá bao nhiêu con hả? Dòng cẩm thạch là chị thấy là dòng mà không có hột đúng không? Là 480 chị yêu em ơi, em có màu xanh ngọc với màu thủy đậu. Là em đồng giá là 480 từ xanh đi, 48 tới xanh đi 64. Dòng cẩm thạch đó mấy chị yêu em ơi, mẫu mới về tính giúp em là bao nhiêu, ok tình yêu luôn. Vậy là chị lấy xanh đi 48 đúng không? Là với giá là 480.000 nha, lấy xanh ngọc. Em có hai màu, một là xanh ngọc, hai là màu thủy đậu, nó sẽ đậm hơn. Xanh ngọc nó sẽ trong hơn mấy chị nha, nó sáng hơn ha. Rồi cái dòng này là ni 50-52 đeo vừa. À, một chỉ 5-6, tiền công đó là 350 mà thao bán là 190 thôi. Một chỉ 56. À, tiền công 190, đồng giá 190 hết. Rồi để em lấy hai cái dòng nữa cho, chờ chút đi lên trên mấy chị xem. Chốt đơn giùm em 8.255.000. 8.255.000 là mình có đơn nha, 8255. Cho chị xin ok, chị có nghe xỉn không? Rồi, ni này là ni 40, ni bao nhiêu nói vừa nói quên rồi. Có để chị 56 chị, có để nè. Cái để lên này là xây 52. 52. Rồi, cái dòng này là ni 52 nha. À, ni 52, một chỉ 56. Tiền công là em tính 190.000, tổng tiền là 8.255.000. Rồi cái này em có tiếp tục là 56. Ni này là ni 56 nha. Dòng ni xe, ni số 10 nhẹ dàng chơi. Đợi em còn vòng đó thì như em còn vòng này chứ hết rồi, hết vòng kim cương rồi. Đây nhà mấy chị đẹp của em. Cái dòng này là dòng cái mặt mấy chị nha. Em có màu xanh ngọc là nó sẽ sáng hơn, là nó nằm phía trong nè. Còn này là màu đậu giùm em gái nha. Màu này là màu đậu thì nó sẽ là nó lợp hơn, nhưng mà cái màu nó sẽ nó không có sáng như dòng bên này. Em có tất cả luôn, từ size 48 tới size 64 luôn giùm em nha. Là đồng giá chỉ có là 480.000. Chốt đơn mình để màu đậu kèm với cái ni, màu xanh kèm với cái ni giúp em gái luôn nha anh chị. Anh chị mà muốn mà tự đeo á thì là mình phải lấy hơn hai ni giùm em, ví dụ như là ni 50 là mấy chị phải lấy ni 54 thì mình mới trồng vô cái tay mình mới đeo được nha. Còn ví dụ như mà mình muốn đeo đúng đi tay luôn á thì là mình ra tiệm em đeo cho mấy chị nha. Ok mấy chị, với giá này là 480.000 giùm em, chốt đơn kèm theo sunny nha. Xanh ngọc kèm theo cái ni, còn màu đậu là kèm theo sunny giùm em. 480 thôi, cẩm thạch này mà mấy chị mua thì trừ kể gì tới 2-3 triệu một cái dòng như thế này. Chỉ có sale trên line hồi trước là bán giá 550 đó, bây giờ sale còn 480 cái dòng này thôi nha. Chốt đơn kèm theo cái dòng cái ni tay giúp em luôn. Dây ngọc trai hôm nào về Thảo ấy cho. À, báo dây đi chị hả? Ok báo dây làm để cầm lên dây nào chị bán không? Dây nào chị?
lấy màu đậu đúng không? Ok chốt chị Lê Tiếp này, lấy màu đậu nhưng mà lấy màu đến nhớ kèm theo có xanh đi giùm em nha. Màu này là màu đậu nha mấy chị nè, màu đậu. Còn muốn mà xanh ngọc nó đẹp đẽ hơn thì lấy màu xanh này giùm em nha. Còn này là màu đậu giùm em. Để lại cho em màu đậu kèm theo có xanh đi giùm em gái luôn nha anh chị ơi. Rồi còn chị gái nào mà hỏi em có lắp đi 3 phân đó là có hàng rồi nha chị đẹp. Rồi để lại cho em đậu kèm theo sunny đi, kèm theo sunny xanh kèm theo sunny 480 đồng giá cho mấy chị nha. Đi 60 xanh ngọc ok mấy chị luôn nè. 610 có màu hồng không chị? À chị Thi Bùi lấy cộng dây bọng này đúng không chị? À dài 5 tấc 3 đúng rồi, chốt cho chị dây này đúng không chị? À, tổng tiền là 16.074.000, tiền công là 450.000 đồng ha. Dây ngọc trai hôm nào em về nha. Rồi em chốt cho chị Trần Thị Trần Ngọc Lan Anh rồi nha. Xanh ngọc này 60, ni 54 xanh ngọc luôn ha. Rồi báo giá giùm em đi 3 phân ok chút Nguyễn Lê. Rồi mấy chị nào gái muốn mua thêm không? Có 480 thôi mấy chị ơi. Giá có 480.000 thôi. Chị yêu ơi chị lấy cái dây này không? Mình lộn lên giùm em gái như tình yêu nha. 480.000 màu đậu kèm theo sunny, xanh ngọc kèm theo sunny giùm em luôn giùm em ha. 480 đồng giá thôi anh chị ơi. Rất là đẹp, đây em đeo cho mấy chị xem nha. Còn cái này nè là em đang đeo chuỗi, cái này là chuỗi cẩm thạch luôn mấy chị ơi. Chuỗi cẩm thạch. Cái lớn thì 480, còn cái nhỏ là sale là 380 cũng sale luôn. Một chuỗi mấy chị mua kể gì tới 1 triệu mấy 2 3 triệu nha. Mua trên line thì em sale giá rẻ luôn, cái lớn thì 480, cái nhỏ thì 380 giùm em. Em có em cho dây về cho mấy chị tự đang lại nha, muốn chặt thay động cũng được nha mấy chị yêu ơi. Rồi ok mấy chị nha. Em có mấy cái mặt Phật của em bé nha. Mặt thì chốt phối với dây thì 8 chị gửi cho em xem nha. Gửi nhắn tin cho em gái đi. Rồi ăn phố vô chị xem cho. Đây nè, đây chút Nguyên Lê. Cái lắc bi giùm em gái này 3 phân. Lắc bi 3 phân này em có size 48, 50, 46, 48, 50, 52 thôi. Không có size 54 nha. 3 phân, tiền công cũng là 300 ngàn đó chị ơi. 3 phân nhân cho giá vàng là 8, 1, 9, 10. Tiền công là 300. Rồi chút đơn giùm em 2.757.000. 2757 là mình có đơn giùm em gái chơi. 2757 là mình có đơn giùm em chốt đi mấy chị. 2757 giùm em ha. Size nó chỉ có là 46, 48, 50, 52 thôi. Lắc chị có không em Nguyễn Thi Bích Phượng? Lắc chị có không em hả? Dạ không, tình yêu của em ơi. Nhưng mà em có cái lắc hồi sáng của chị ơi, là lắc lên lắc đúc đặc có chị. Rồi chị Phương Hoa. Chị Phương Hoa một đơn nha, 2757 giùm em gái luôn nè. Dạ rồi chị cảm em cảm ơn Trần Ngọc Anh Lan đã khen, đã cảm ơn rất nhiều. Cái lắc này là ni 54 có không em? Không có 54 tình yêu ơi. Cái này là chỉ có là 48, tôi 46 tới xanh 52 thôi, có xanh 54 giùm em nha. Ni 54 nó qua lợi 5 phân. Ni 54 qua lợi 5 phân thì em có 5 phân, nó có bi với lại nó có hoa mai luôn. Rồi lắc này là em chốt cho chị yêu Phương Hoa nha. Gái nào muốn chốt em không? Rồi Tiên Nguyễn nha, 2757 này xanh ni 52. Không có ni lớn hả? Ni lớn thì nó qua lợi 5 phân đó chị Huệ Thế Đặng. Nó qua lợi 5 phân là có từ sunny 48 tới sunny 56, 58 luôn á tình yêu. Rồi món này dùm em nha, lắc bi 3 phân dùm em 46 tới sunny 52 thôi. 2.757.000 chốt đơn kèm theo tinh đi. 2.757 chốt đơn kèm theo sunny. Cái này là đúng 3 phân tròn luôn. Cái này là đúng 3 phân tròn nha. Chị lên lấy đồ đổ ra nha, ok chị. Nhưng mà chị được cọc trước cho em đi. Cọc trước giúp em gái. Cọc thì em mới giữ lại, không cọc là em không có giữ lại được đâu nha mấy chị. Chứ khoảng phải cọc 500 thôi. Cho chị xem phó ưu cơ tình yêu để em lên mẫu đó cho mấy chị xem ha. Lên đơn cho chị bé Ngân ơi, hả trời ơi. Mấy chị không cảm nha, em đang tranh thủ lên đơn cho mấy chị nhận hàng sớm đó. Rồi ok mấy chị nha, có lắp đó em nhớ có mà đâu tiêu. Lắp gì, lắp gì, lắp gì. Có lắp là lắp đúc đặc kẹo luôn á chị. Đây nè. Đây khoan lắp đúc đặc kẹo đây. Mấy chị một cây máy lận đây ở đó đó nè, đây nè. Để chị nào đời cái lắc con ngựa, lắc con ngựa em cũng lên lắc con ngựa luôn rồi nè. Chị nào chị đã tiếc à, xanh đi 50 lấy đời lấy xanh 54 á, 5 phân 54 hoa mai bao nhiêu ạ? À? Ok tình yêu đây nè, cái lắc đây nè chị Bích Phương, em kiếm được rồi nha, nhá hột trắng giống như cô Phương Hồng đó. Đúng rồi cái nhẫn này là nhái đó, nhẫn này nè, nhắn là hàng nhái của cô Phương Hằng đó. Cô Phương Hằng đây giá 1 tỷ. Có chỉnh đi được không em gái hả? Chỉnh cái gì? Cái chỉnh cái lắp là tình yêu của em. Có lắp đúng không? Cái lắp là lấy đúng này thôi chứ không có chỉnh đi đâu mấy chị ơi. Nhắn là màu tím, nhắn hột chùm màu xanh.
Chờ màu xanh là đây. Chờ để Thảo lên cho. Rồi để chị Thảo lên like cho mấy trẻ chút lên nha. Rồi. Cái lát này là dài là 18 cm. Thì nó là 18 là ni 56 đúng không con? 18 hả chị? À. 18 là size ni là 56-58 cho được. 56-58 là đeo dừa luôn nha. Đó, rồi. À, trọng lượng là 1 lượng 4 chỉ 3 phân 5 ly 4. 1 lượng 4, 3, 5, 4. 1, 4, 3, 5, 4. Sale. Sale với giá là 1.2 triệu thôi. Dạ, sale con 1.2 triệu trên line cho chị Phương thôi nha. Là 75.410.000 đó chị ơi. 75.410.000. Cái lắc này ngoài thị trường là bán 2.5 triệu. Nhưng mà Thảo sale 1.2 triệu thôi. Rồi ni 52 hả chị? Lấy nào mà cắt bớt được không chị? Em cắt ni cho chị được. Dạ cắt bớt được luôn á. Nếu thì Bích Phương của em ơi, 75.410.000. Em cắt ni cho chị nha. Cắt được luôn mình yêu ơi, rồi cắt ni đi chị đi. Chuyển khoản cho em gái 2 triệu đi chị ơi. Nội dung ghi tên Facebook, không ghi mua vàng, không ghi mua gì hết. Chuyển khoản để em đi chuyển đi cho mình trước nha. Rồi. Nhẫn chùm có màu xanh là em có màu xanh này. À, đai si trắng luôn nha, được không? Em báo giá nha. Rồi ô tô tình yêu của em nè, chị gái mà hỏi em mà lên cái lắc đó chút Nguyễn Lê ok để lên like cái chút đơn nha tình yêu. Nè em có cái mặt dây chuyền với cái nhẫn luôn màu xanh luôn. Mặt dây chuyền màu xanh luôn, nhẫn màu xanh luôn. Đó, đó rất là đẹp. Thích không? Em lên giá cho. Đi con bộ hết chơi nha, mà cái nhẫn si trắng còn mặt là màu vàng nha. Mặt là màu vàng, con nhẫn thì si trắng. Mình muốn là si nhẫn trắng là ni 12, à, một chỉ 1.57. Tiền công là 1.4 triệu, Thảo bán là với giá 450 thôi. Rồi xe giá 450 chốt đơn giùm em 6.432. 6.432 xe ni 12 tiền công 450.000 giùm em gái luôn nha. Rồi ok chốt đơn mấy chị ơi. Em xem cái lắc đó với con ngựa cái nào đẹp hơn hả? Chị ơi lấy là cái lắc con lặt đó đi, cái lắc con lặt nó đẹp hơn á, nó trơn luôn nhưng mà nó đẹp hơn. Đây nhìn nó sang hơn. Lắc con ngựa cũng được, con ngựa 16 cắt nhỏ lại bớt. Chỉ ni bao nhiêu? Chỉ 52. Ừ. Lắc con ngựa 16 muốn đánh 50. Đâu con đeo tay như vậy đi. Là chỉ ni bao nhiêu? 52. 52 đeo dừa. Đây. Ni 52 luôn, lắc con ngựa đi chị. Chị đeo lắc con ngựa đi đẹp nè. Con ngựa đi ngon nè, ngon cơm nè. Rồi, à, con ngựa đây là 1 lượng 1 chỉ 3 phân 4 ly 6. 3 phân 4, 4 ly 6. Ừ. Xe. Có lắc chân nha chị, xe bằng giá của cái lắc kia luôn cho chị đi. Là 1 triệu 2. Em xe bằng giá cho chị đó nha, ưu tiên nha. Rồi chúc lên nhiều em gái tình yêu của em ơi. 1 triệu 2 cái này là 59.859.000. Đây là vừa tay của chị luôn, không cần phải cắt chỉnh sửa gì hết nha. Không cần chỉnh sửa, không cần cắt gì cả. Con làm hai tay đi con. 59.859.000 là mình có đơn dùm em gái luôn tình yêu ơi. Trời xong bây giờ là lên. Ê, về cho con hết rồi. Em lên cái lắc chưa? Biến hồ biến vía luôn kìa. Làm cái giật mình tỉnh ngủ luôn. Đây nè cái lắc này dùm em. Này lắc bi và lắc hoa mai. Cái này là vàng công ty 980 dùm em gái chị ơi. Cái này là 5 phân tròn dùm em nha. Tiền công cũng sale đồng giá 300 ngàn luôn. Cái này là 4.395.000. 4.395 em có từ size ni 48. Từ size ni 48 tới size ni 56-58 nó được dùm em luôn. Hay là tới 18 cm luôn đó mấy chị. 59.859.000 ok chị Nguyễn Thị Bích Phương quen thì là cái lắc kia để lại ha. Cái lắc này là đeo dừa luôn nè. Dừa y luôn á, cái tay của chị luôn. Em là 50-52 mà 50 là em đeo rộng là chị 52 đeo dừa. Mãn L. Mãn L. Con ơi mãn L gấp cho chị đó. Chào cơ mấy chị ok nè chị ơi. Năm cái này là 4.395, 4.395 chốt đơn kèm theo có hoa mai hoặc là lắc bi giùm em. 4.395 chốt đơn kèm theo hoa mai hoặc lắc bi giùm em nha. Em có từ size 48 tới size 56-58 đâu vừa, trọng lượng vàng là nó có là 5 phân thôi. Con xe đồng giá là 300 ngàn luôn anh chị ơi. Rồi bây giờ em lên vài cái lắc chân nha. Lắc chân với hương lắm. Lắc chân đây. À, lắc chân em đồng giá cho. Chân này, chân này. Từ từ lên từng cái một đi con. Nó nhiều nó rối đó. Rồi em lên cái lắc này nha. À, 5 phân 83. 4395 lắc hoa mai ok chốt chị yêu kem lắc hoa mai nha. Cảm ơn mình yêu. Biết ni bao nhiêu không? Biết ni bao nhiêu không chị nhớ cho em cho em có xin à, cái ni tay để cho nó dễ gì chị nha. Rồi, cái lắc này là 5 phân 83. Chị lấy ni 50 rồi, bắn okay. Chỉ ni 50 đi con.
bấm ra đi 50 đi. Dây tờ giấy đi 50 trong nó vô ra bill rồi đó, nhỏ rồi. Rồi tiền công em sale 290.000 đồng. Tiền công sale giá là 290, đơn giùm em 3.304.000. 3304 tiền công sale giá là 290.000 thôi. Lắc cho giùm em 3304. Rồi tiếp tục em lên một cái lắc nữa nha. Cũng là lắc chân luôn. Đây. Thêm một cái lắc chân nữa nha. Rất là dễ thương. Lắc này là 7 phân 68, tiền công vẫn sale với giá là 290.000. Rồi sale giá 290 chốt đơn giùm em 4.261.000. 4261 giùm em. 4261 tiền công sale với giá là 290. 4261. Mặt sẽ trắng 3 đơn, còn dạ. Thêm một đơn nữa là hết. Chị muốn lên mặt sẽ trắng 3 phân, bây giờ lấy phải xi lại rồi chứ không có sẵn đâu mấy chị yêu ơi. Mặt nhỏ em, mặt nhỏ em không còn, mặt nhỏ nhỏ là em còn màu vàng thôi. Rồi coi chốt đơn luôn mấy chị ơi. Chị gái hỏi em 5 phân lớp hôm mai đâu mất tiêu hết trơn rồi. 4.395.000 á chị đẹp ơi. Đây thêm một cái lắc chân nữa là hết luôn nha. Lắc giữa bao nhiêu hả? Rồi ok, lắc giữa nha. Lắc giữa là 7 phân 68. Có rồi con. Tiền công sale 290, tổng tiền là 4.261.000. 4261 là lắc này. 4261 là cái lắc này. Còn cái lắc tim ở trên nha. Lắc tim ở trên vẫn tính 290 tiền công luôn, 3 phân 9 con. 3 phân 9. Rồi xe công có giá là 290 luôn. Chốt đơn giùm em gái chị ơi, 2.306.000. 2306 là mình có đơn xe 290. Mấy anh chị 2:30 em xuống nha. 2:30 xuống, 5-6 giờ em lên. Em lên tới tối luôn. Đâu cơ mấy chị chưa, nhanh tay chốt đơn mấy chị yêu ơi. Nè lắc lắc trong giùm em nha. 2.306.000, 2306 cái này. 2306. Chị Thảo Ly còn ở cầu Sông Long, chị Thảo Ly. Dạ, mình mua lắc chân tặng cho người thân là tình yêu ơi. Cái lắc hoa mai này đẹp quá nè chị. Em sale cái lắc này cho anh chị nha. À, lắc này tiền đi 48 đến 52, 54 đi vừa 2 chỉ 7, 58. 2 chỉ 7, 58. À, tiền công là 1 triệu. Thảo sale 250. Rồi sale giá 250 trên like chốt đơn. 14.509.000. 250. 14.509.000 tiền công sale giá 250 giùm em gái luôn anh chơi. Rồi chốt đơn luôn mấy chị. Đúng với thương luôn. Đây à, đẹp lắm. Đầu phen em nói đâu ngăn lại. Dạ đây. Em ơi, con chị bảo con giữa. Không dám đeo sợ mắt á hả? Của nhà chị yêu. À, rồi bông khoen em nói đâu đây, có đây, nè. Đây. Chờ chị hồi nãy giờ đó. À, còn cái chị nào nữa bông mà lấp la lấp lánh thì trả nợ cho chị nữa nè. Lấp la lấp lánh hồi nãy chị nào quên mất tiêu cái tên rồi. La bô em chưa có rồi, nếu em ơi chị không chút gì á, chị chút chút. Em nhớ tên chị chút. Giận chứ hờn gì quá chừng trời đó, lựa cho chị đi nè mà bây giờ không biết ở đâu nè. 2.306.000 21 cm nha. Rồi ok. Chốt cho chị là lớp lớp gì á, lớp em ghép một hết. Bao nhiêu con? 2 triệu. 2.306.000. Rồi. Rồi em chốt cho chị nha. Chị Bảo Khanh nha. Rồi Bảo Khanh chứ bỏ cho em gái chị còn lại bao nhiêu phụ hộ cho tình yêu hơn. Rồi lên bông tay giảm máng lên nè. Cho chị em một lượng kia chị ơi, em còn cây 8. Còn cây 8 còn không là 7 chi mấy nữa tình đẹp chị đẹp. Rồi cái đôi bông này em có một đơn 7 phân 85. 7 phân 85. Bông bật nha, em có một đơn một thôi. Em ok chị yêu kìa rồi. Em tính tiền công á là ngoài thị trường là 500, em sale còn chỉ là 290 thôi. Sơ giá 290. Rồi chốt đơn giúp em 4.348.000. 4348 là mình có đơn đây, em đặt danh lên. Lấy mẫu này đi anh trai của em. Nó dễ thương lắm, trẻ trung nó không già nha. 4348 290. Trời ra kiếm lắm luôn anh ơi. Bông toàn ten không chị yêu. Anh nè, anh nè, nó ra hơi toàn ten tí nè. 4.261.000 cơ. Rồi chốt cho chị luôn. 4261 hả? Rồi 4261 chốt luôn. Chốt chị là Doraemon Linh Nguyễn, chỉ khoảng em gái 1 triệu nội dung ghi tâm Facebook, không ghi mua vàng, không ghi mua gì hết giúp em gái 438, nha. 4383 gì đó con. Là người lắm kia đó. 4348 chốt cho chị là Trịnh Ruby luôn nha. Rồi chị khoảng cho em gái 1 triệu còn lại bao nhiêu em cho tôi hộ nha. Rồi ok mấy chị lên tiếp nè. Rồi em cái lắc hình con ngựa đó. Dây đó, dây đó đều dĩa đất không thảo. Dây nào? Cái lắc á thì là không có đất đâu chắc lắm, nhưng mà nữ trang thì thảo không có bao nha. Rồi, tìm bông nhỏ xinh xinh. Ok mấy chị yêu kem nè. Đây, đây là bông con công quyến rũ. Đây là bông con công.
À, bông con công là 1.400.000 tiền công ha, đây là bông đít đẩy luôn nha. Nhưng mà hôm nay thôi bán với giá 0 đồng tiền công. À, 1 chỉ 38. Sale 0 đồng tiền công chốt đơn 7135. 7135 tiền công đang sale với giá 0 đồng tiền công bông đít đẩy hình con công mới chị ơi. Trời sale 0 đồng. 7135 giùm em anh chị ơi, 7135 nha. Đít đẩy luôn anh chị, chỉ có giá hôm nay thôi. Đây, bông con công. Rồi, nhanh tay giùm em qua nha. Rồi, tiếp tục một đôi bông này nữa. Rất là xinh luôn. Đây. Bông toàn tay hậu đá màu xanh trong em gái hả? Xanh gì chị? Xanh gì chị đẹp? Rồi, bông màu xanh là được. Bông kiểu hộp có gói để thay lát lên cho. Rồi, đôi bông này rất là rồi, dễ thương. 7135 chốt cho là Thúy Châu nha. Thúy Châu. Liền cho em gái trong vòng 10 phút chị ơi. Rồi. Dung ghi tên Facebook, không ghi mua vàng, không ghi mua bông nha chị. 6 phân 62, tiền 6 công đó là 600, thỏ bán là 290. Đơn qua của em chưa thấy lơn luôn rồi, chị Ngọc Vĩ. Rồi, nó rồi. Bảo đơn rồi lên không nổi chị, từ từ chị chờ chị. Miếng hơi lâu chút nha chị. 3 triệu. Mua bông em chờ hơi lâu chút là xanh lá hả chị? Rồi ok, để em kiếm cho. Tổng tiền. Đồng lượng con với 290. 6 phân 62. Dạ chị Bảo Khanh chuyển khoản rồi, dạ em cảm ơn chị. 3716 mấy chị, 3713. 3713 là mình có đơn 3713. Gắn cái hộp này vô giùm nè, làm liền. 3713 là mình có đơn giùm em gái. Tiền công 290.000, 3.713.000. Này gắn hộp giùm tà Rinh ơi. Ủa trời chị anh chốt quen không tiêu rồi. Rồi họ chốt hết trơn hết trời rồi, lát nó chơi vô tiêu. Rồi có bông con rùa dễ thương lắm. Bông con rùa đẹp lắm. Cái này tiếp tục thêm một nơi nữa nè, bông 3713. Rồi Quỳnh Hào, Hào Quỳnh gì đó. Dương còn cho em gái 1 triệu đào. Nội dung ghi tên Facebook, không ghi mua vàng, không ghi mua gì hết giúp em nha. Rồi tiếp tục một đôi bông này nữa. 9 phân 1. Rồi tiền công thảo sale luôn, tiền công 600, thảo sale 290. Rồi chốt đơn giùm em 4.995.000, tiền công sale với giá 290. 4995 giùm em. 4995 là mình có đơm bông mẫu tròn chị ơi. Rồi đợi em chút, tình yêu qua sắp tay đúng không? Đợi nha. 4995 là mình có đơn, em lên từng mẫu bông cho mấy chị gái cho. Rồi em sale đơn bông này 0 đồng tiền công. Bông Huyền thương hiệu. Bông Huyền thương hiệu đất đẩy luôn nha. Huyền thương hiệu đất đẩy. Rồi nó xước, Huyền này xước luôn rồi. Rồi em lên bông quen tròn cho chị nào đây. Rồi bông này là có luôn rồi con, 4 phân 14. Bông quen tròn, hồi nãy chị này nè, full tấm luôn nha. À, tiền công em tính thì giá 270.000 đồng, tổng tiền là 2410. 2410 là mình có đơn bông quen full nọt dùm em. 2410 là mình có đơn dùm em gái nha, 2410. Trời em có đơn còn đây nó đẹp lắm nè anh chị ơi, siêu xinh luôn. Để em lên xe cho anh chị gái chốt đơn nha. 2410 là mình có đơn giùm em 2410. Rồi tiếp tục em lên một cái đơn bông này 9 phần 8. Rồi 700 tiền công mà em sale còn là 290.000 đồng. Ờ sao giá 290. Bông toàn ten tròn á. Rồi ok, để tao coi tao có không. 5357 giùm em. 5357 à. 5357 giùm em gái chị ơi, tiền công sale giá là 290 giùm em gái nha. 5357 bông bạc toàn ten hai tròn móc mét kim cương. Hai lớp luôn, rất là dễ thương, đeo đẹp lắm. Em bao đổ sáng luôn. Nó sáng cả một bầu trời luôn, cưng lắm. Rồi em qua bông nha, chị nào không đeo nữa là em qua bông nha. Cắt cái này vô đi con, để lên kia. Rồi có đôi bông toàn ten hả? Gắn vô nhỏ rồi. Hả? Ừ đúng rồi, gắn vô đi con. Đeo cái con đen gì nè. Rồi đây. Em lên cái đôi toàn ten này được không? Đâu toàn ten khoen tròn cho chị gái nha. Đây khoen tròn toàn ten, em bán giá banh nóc nhà luôn, 6 phân 4. Có bộ xương cá một lượng đó chưa cô? Bây giờ em có lắp trước này, chốt lắp trước có cho lắp em trước nha. Rồi cái đôi bông này là 6 phân 4, tiền công là 500, thỏ bán 190.000. Thì con số giá là 190.000 chốt đi em 3. Bông mì luôn, bông mì rất là đẹp. 3499 là mình có đơn à, 3499 giùm em. 3499 con số giá là 190.000 thôi. Nhắn tin dây đang đeo bao nhiêu rồi? Ok, chị Ngọc Trần chị hỏi ơi, gì với chị? Là tin nhắn của chị Ngọc Trần là ô tô tình yêu của em nè. Vô Messenger chị Ngọc Trần đi. Rồi, sợi dây Thảo đang đeo là 5 chỉ 4.
5 chỉ 4 66, tiền công là cỡ khoảng là 2 triệu. Chị Ngọc gì con? Dạ chị Ngọc Mỹ ơi, chị ơi chị thông cảm nha, chị yêu nhau vì mấy mẫu đó là mấy mẫu hàng đó mới về á chị. Cái lớp bi đó hàng mẫu mới về nên là giờ nhờ nhập mới ra hóa đơn và đi hàng đó chị nha. Hàng mới về luôn á chị gái. Mấy chị hàng hơi lâu xíu đừng có la tụi nhỏ tội nó nha mấy chị. Tại vì quá tải luôn á, tụi nhỏ nó làm nhiều quá làm không nổi luôn á chị. Cái gì từ từ nha, đừng có la tụi nhỏ nhỏ tội nha chị. Năm chỉ 46 là sợi dây em đang đeo này mấy anh chị nè. Đó rồi tiền công là em sale chỉ có 1,1 triệu thôi. Kiểm tra cọc đi Trịnh Ruby nha. 29.359.000 là sợi dây này. Đó, sợi dây này là sợi dây Thảo đang đeo nha. 29.359.000. Rồi chị Doraemon Linh Nguyên nha, em chốt chị em mẫu này nha, 2,410,000 luôn. Rồi chị khoảng cho em gán đi hàng với chị yêu nha. Đôi này là 3,499,000, tiền công chỉ có 190.000 đồng thôi. Dạ. Em qua mẫu nha. Dạ, các tiệm là em cho đổ ngang luôn á mấy chị ơi, còn nguyên vẹn trong một công ty là bên em cho đổ ngang sàn ngang hết, bù tiền công thôi. Rồi em có nha. Con bỏ cánh cứng nha. Cái gì? Hả? Con bỏ kinh cứng à. Dạ đúng rồi. Wow, con bỏ kinh cứng xinh quá mấy anh chị. Bỏ kinh cứng đây đẹp chưa. Tiền công ngoài thị trường bỏ kinh cứng này là 900. Đó rất là đẹp luôn, 900 nha. Đích đẩy luôn nha. À, đích đẩy luôn. Rồi 1,467. À, tiền công ngoài thị trường là 900. Thảo bán 190.000. Rồi xe giá là 190 thôi mấy chị ơi, 7,774,000. 7,774 con xe giá là 190, bông con bọ giùm em mấy chị ơi. 7,774 con xe giá là 190.000 giùm em gái nha. Thôi có cái đôi bông quen này nè, mới về thôi có được 2 đơn. Cũng rất là xinh lắm. À, chị Hiếu Hiền Lê kiểm tra giùm cho chị. Đây em có được 2 đơn. Bông này có được 2 đơn 9/2 ha. À, tiền công là 408 nhưng mà thôi bán 150 thôi. 150 nha. Chốt đơn 4,906,000. 4906 à, 4906 con xe giá 150.000 thôi tình yêu ơi. Cho em xin lại bông chị đưa lại nhé. Mà chị đưa đi gắn hộ rồi, bông đó khách chốt rồi. Đôi bông đó khách chốt rồi chị. Đôi bông đó khách chốt rồi. Để lên đôi bông khác cho chị gái ơi. Rồi, cái đôi bông này là 4,906,000. 4906 nha, em qua nha. 4906 là mình có đơn nha mấy chị yêu của em. Rồi, em có đôi bông con bông bạc con rùa tắm rất là dễ thương nè mấy chị nhìn giùm em. À, con rùa cưng chưa, em có một đơn thôi ha. Chị ơi lên vòng kiểu đi chị. À, trang trang trần. Vòng đi bao nhiêu Thảo lên cho. Đi bao nhiêu Thảo có vòng kiểu nhiều lắm. Chị ạ. Đây. Chị ánh của em ơi, em có lắc 7 cá một lượng 2 với lại dây 6 chỉ máy á chị. Rồi chờ Thảo lên lắc cho. Vẽ cá cho 4/88. Rồi đi 56 rồi Thảo lên cho. À, tiền công của nó là 500, Thảo bán là 190 con rùa nè. Dễ thương không? Rồi chốt đơn giúp em 2,713,000. 2,713 con sale giá là 190.000 thôi, bông bạc hồng con rùa giùm em nha. Thường là con rùa nó có đá màu, mà hôm nay nó có tắm luôn nha mấy chị. Rồi nhớ hộp dương nâng đây là bao nhiêu? Rồi ok, giờ em lên nhẫn đi ha. 2,713 chốt với chị là Sammy An Nhiên nha. Rồi, Sammy An Nhiên. Chốt đơn hôm nay chị luôn, cảm ơn chị nhiều ạ. Rồi đây bây giờ nhẫn hộp dương nha. Nhẫn hộp dương đá sòn Nam Phi đó mấy chị ơi. Đây là đá sòn Nam Phi. Thảo làm ni từ 14-15. Cái này gõ ni nó bể đó. 14-15 là đeo dừa nha, không làm ni được nha. À, hột sòn Nam Phi nó y chang cái nhẫn của cô Nguyễn Phương Hằng luôn đó. 1,348. Tiền công của nó là 1 triệu, nhưng mà Thảo bán với giá là 450.000 đồng. Cái hộp này không là mua 600.000 rồi nha. Nhưng mà trên line này Thảo bán với giá có 450 thôi. Tổng tiền con 7,419,000. 7,419 là mình có đơn 7,419 anh chị ơi. 7,419.
7419 là mình có đơn giùm em gái nha. Đây đẹp chưa? Cái vé nó nhìn đã, nó ngon hấp dẫn không? 7419 là mình có đơn 7419 giùm em luôn. Rồi tiêu giúp em. Rồi còn hỏi cái gì nữa không mấy anh chị nè? Đây à, rất là dễ thương. Nhẫn đây, nhẫn hình trái tim nha. Rồi tháo lên ni 56 cho chị ha. Rồi lên tiếp với chị, ok em ơi. Lên dòng xoay 56 cho chị. Đây tháo làm ni 56. Lắc chân đi chị, rồi lên lắc chân lên rồi. Giờ phải lên thêm cái lắc này, nhẫn ở giữa đi hả? Rồi ok. Nhẫn ở giữa. Nhẫn này đúng không? Bông bạc vuông, bông bạc vuông hồi nãy lấy không con? Nãy quấy bông lít để thôi chị ơi. Nè bông bạc, à đây nè. Đâu rồi, đồ đồ nhiều đâu, số lượng nhiều đâu rồi. Đây, trong bịch đâu? Có số lượng nhiều nãy. Có bông bạc. Có số lượng bông, nhiều quá. À, thôi có bông này đẹp lắm nè. Sao có đôi bông này rất là đẹp luôn. Wow, đâu nó sót, đôi bông này hay quá. Giá bông một màu trào của Pháp luôn mấy anh chị. Bông đít đẩy nha. À, 5 phân 31. Bông đít đẩy này đẹp lắm. Con đi từ từ con. À, cái đó đem ra cho chị Di đi con gái. Nói chị Di đếm đi trả ngược lại. Đúng rồi. Thôi thì để đi cũng được ha. Để thì tối đi ha, trả sớm. Bông châu còn te. Rồi có luôn nha, cuộc sống mình em. Rồi tháo xe qua cái đôi bông này 190.000. Rồi xe giá 190 đôi giùm em 2.935. 2.935 giùm em anh chị ơi, 2.935 tiền công xe với giá là 190.000 thôi. 190.000 thôi anh chị ơi, như tay chốt có 190 là 2.935. Lên dây nhẹ rồi, ok, chuẩn bị thôi lên dây nhẹ cho. Rồi 2.935.000 nha. Rồi cái nhẫn giữa đây ha. Lên dây ngọc trai đi hả? Ngọc trai hôm nay chưa có về nha, hôm nào về tháo lên cho. Này ni 17 ha. Thảo có thể làm ra ni 18 cũng được luôn nha. À, 1 chỉ 408. 1 chỉ 408 tiền công ngoài thị trường là cỡ khoảng 700. Trên line này tháo bán 290.000. Chốt đơn giùm em 7.569.000. 7569 con xe với giá là 290 thôi chị ơi. 7569 là mình có đơn nha. Rồi ni 17 tiền công 290 ha. Nhỏ hộp nhỏ trên tay cô giá bao nhiêu vậy? Ok rồi. Nhẫn này là ni từ là 14. Thả là 14, 15. Hiện tại nó là ni 15, thả có thể ra ni 16 nha. Hôm nào có tháo lên cho Ngọc Trai cho Hạnh Phạm nha. À, 6 phân 46 tiền công 500, thảo xeo là 250 thôi. Nhẫn hình trái tim rất là đẹp. Rồi, hộp Abaro hai bên luôn. 3590 giùm em. 3590 tiền công xeo giá là 250.000 anh chị ơi. 3590 là mình có đơn nha. Rồi 3590 nha. Rồi thay lên tiếp tục một cái nhẫn nhỏ nữa thay đang đeo trên tay nha. Rồi, ni là 13. 12-13 đeo dừa 6 phân 47. Tiền công tháo xe 190 thôi. Rồi chốt đơn giúp em 3.535. 3535 dùm em anh chị ơi. 3535 là mình có đơn cái nhẫn nha. Đơn xe thì không có chờ rẻ, không có 100 mấy hết chị ơi. Rồi cái dòng 56 tháo đang cầm trên tay. Rồi dòng hộp màu đỏ ni 56. Lắc xương cá đính đá này 58 đi cô. Ủa xương cá mà đính đá hả? Nó không có đính đá đâu chị, nó vàng vàng thôi nè. Nó vàng hết đó chị Thúy Anh ơi, Thúy Anh ơi. Rồi 3 chỉ 105. 3 chỉ 105. Sao mình biết ni tay của mình? Chị ra ở ngoài, ngoài tiệm chị nhờ người ta đo giùm nha chị nha. À, 3 chỉ 105. Tiền công là 1.400.000. 3535 ra đây số 16 được không? Số 16 mà không được, 13 gõ đi, 16 mỏng te à. Nó mỏng dữ lắm, ra không được nha. Cái nhẫn ở trong á là ra đi được. 3590 đi. 3590 tới làm đi 10 mấy cho được. Cái này nó hơi, cái đai nó hơi dày một chút. Đây này nó mỏng te à, ra không có được. Măng này dày nè. Rồi có dòng mới giá tiền công chưa? Em cái dòng sau em xuống mấy anh chị nha. 1 tiếng rưỡi sau em lên lại nha.
ngủ trưa xong rồi lên lại ngủ miếng nữa. Lâu 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 em làm thử lên buổi trưa coi được không, buổi trưa mấy anh chị ngủ hết trơn rồi, ai cũng đi nằm nghỉ ngơi hết trơn. Chiều chiều em lên nhớ một vô cái này số 11 được không chị, để theo coi đi. 56 dây nhẹ hả, 3 chỉ 105. Lấy nhẫn ngón giữa này số 17 áo giá, trời chưa tính tiền. Rồi lấy nhẫn ngón giữa ha. Rồi 7.569.000 tiền công 290 đầu Trinh Thảo nha. Thảo bán rẻ lắm chứ Thảo không bán mắc đâu, mấy chị có thích cái nào cứ lấy đi. Rồi Thảo tính giá cho chứ không phải ví dụ như mấy chị thích cái là Thảo tính giá mắc là không có nha. Thảo tính giá rẻ lắm. Cái đôi bông này là chị nào mà mua đen phong cách này là Thảo bán cái đôi bông này rất là đẹp luôn. Đó, đích đẩy luôn nha. Nhẫn hột vuông chỉ đi 11 được không? Nhẫn hột vuông chỉ đi 11. 14 chỉnh đi 11, nhỏ quá sợ bể hột. Bể hột này bể đó. Sợ bể hột không chỉnh đi được. Bể hột không chỉnh đi được. Cái nhẫn hột màu tím nè. Màu tím là đi 11 lực. Lên không đồng cho sung đi chị, nó lên lộ quá. Không, có thảo rác cũ quá, thế lên không nổi. Không có sung nổi. Này đi 13. Nhẫn hột tím đi 13. 13 thì có thể gõ ra đi. Chào Mỹ Văn, 13 thì có thể ra đi 14 là được nha. 1 chỉ 7 43 tiền công là 1.4 triệu, thật tính là 550 thôi. Nói như nữa mấy chị ơi, chốt đơn giùm em gái mấy chị là 9.561.000. Hiện tại của nó là ni là 12. Hiện tại của nó là ni là 13. Thảo có thể là làm ra ni 14 nha. 9561 giùm em, 9561 là mình có đơn ạ. À. Ừ, 9561 giùm em gái. Rồi nha. Xong cái này em xuống nha, xuống nghỉ ngơi 1 tiếng rưỡi nữa là em lên. À, cho 3 giờ đi, 4 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ em lên nha. 4 giờ 4 rưỡi em lên để em báo giá cái dòng này cho mấy anh chị nữa là xong. Là trên cũng lo đi về luôn đi, đứa nào về về, đứa nào ở ở. Hai đứa con theo cô về luôn, dây nhẹ hả? Con bóc đi con, dây nhẹ trên này nó có giá rồi nè, con đọc thôi. À, cho mã L từ từ hết giao ra, cho mã L trước đó. À, bé Di, qua đây chị nhờ nè, cái đóng mà nãy chốt lắm, em soạn gấp cho chị làm mã L trước đi, khách ra tiệm lấy đông lắm. Dạ. Chị không muốn là đưa ẩu ra nha. Dạ nhẫn hột vô không có đặt như 11 được tình yêu ơi. Cái chiều đêm cơ em có em lấy lên nhẫn hột vuông đi 11 vậy mấy chị muốn đi nhỏ đúng không? Rồi em sale cái dòng này luôn cho mấy anh chị chốt nè. À, 3 chỉ 7 96 ni 56 cho chị nào hồi nãy yêu cầu em nè, thương ghê, chỉ thuộc ra thuộc vô miết à. Chạy ra chạy vô miết chắc mắc đi làm hay sao em nè. À, chị Áo chào Phạm Tùng nha, hôm nay có dấu rồi đó hả? Ơi, 1.4 triệu Thảo bán là 700. 1.4 triệu là 700 đúng không? Nhưng mà Thảo bán đi coi 700, Thảo bán 590 thôi rồi, kệ nó đi. 590 thôi tình yêu ơi, chốt đơn 20.200. Ủa tự nhiên sao cái đèn này nó lên vậy con? Nhưng mà nó có ma kìa, không hề đụng luôn. 20 triệu thôi, nó tự nói là em thấy cái mặt cái chuyện đó em tự gặp. 20.215.000 là một cái đơn. Nhưng mà đúng rồi, vậy nó mới đẹp nè. Đúng rồi nè con, vậy cũng được nè, đúng không con? Tự nhiên sao cái mặt hồi nãy nó tăm tối quá vậy? Hết hồn muốn mặt lên cái đi giật cái mình luôn. Em là ba. Em vừa vô cái đèn nó bật lên quảng hồn luôn. 20.215.000 vòng đó chính đi 50 được không? Thiệt chơi éo lè cuộc tình đó. Đi 50 để thấy lên đi 50 cho. Chứ cái này lên đi 50 tội nghiệp nó nè. Có đi 50 nè, dòng màu xanh nè. Trời đi 50 thôi. Ủa tắt rồi. Thôi cứ chị vô. Cái này đúng như đi 50 luôn nhưng mà dòng gì được chứ được sao? Cái dòng này Thảo bán 700. Dòng đỏ đó mấy chỉ à? Em không bao chỉnh đi nha. Dòng đỏ này là 3 chỉ 1 05. À, tiền công Thảo sale với giá là 590. Ai vừa ni là lấy, Thảo không có bao ni nha. Vòng này là ni 56. 56, 54 vẫn đeo vừa. 54, 56. Còn cái vòng hột màu xanh này là tiền công Thảo bán là 7 mấy nhiêu đó con? 700. Ni 50, 52 là đeo dừa, Thảo bán 700. À, 2 chỉ 6, tiền công 700. 2 chỉ 6, tiền công 700. Chốt đơn giùm em 14.142.
14 triệu 142 nhớ hồ tiêm có hồ tiêm hồi sáng chốt rồi chú với chị ơi nhãn hồ si hộp chi hộp tiêm bán rồi sẽ có cái nhãn hồ xanh này nè. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Bích Phượng của em nha, em lấy dòng hồ xanh đi 50 rồi chốt cho chị Kim Hương. Kim Hương vô còn cọc cho em gái chị là em 5 triệu thu hộ, nội dung ghi tên Facebook không ghi mua vàng không ghi mua dòng giúp em nha. Bên em có cho đổi vàng luôn á chị ơi, đổi vàng ở tiệm em hoặc là tiệm tất cả tiệm khác cũng vậy ha, lên bông 37 nãy hả, 3 triệu 7 nãy hả tình yêu của em. Nào nằm đường này thôi nè, nó không nằm ở ngoài chắc bán rồi đó chị, là cái mẫu gì chị đâu còn nhớ nó đâu, bán rồi tẩu quả nhập ma luôn rồi đâu còn nhớ gì nữa đâu. Bán như có chốt nãy mình ta có chốt nhiều rồi bây giờ là bông bọc á, mấy chị lấy bông bọc thôi, em lên lần cuối cùng rồi em xuống nghỉ ngơi ăn miếng cho bán từ sáng giờ muốn lè lử luôn rồi. Rồi bông bọc nha, bông bọc rất là đẹp mấy anh chị, nó có số lượng em có được 5, 1, 2 bông ta hình con rùa là bông ta bán rồi bán hết luôn rồi. Lên dây hả? Ôi trời mấy chị lên nhiều hả, dây mấy chị em lên rồi em trả nợ em mới xuống, con lên đi con có giá rồi mượn. Đây này chị Bích Phương ơi, dây này giùm em này 5058 nhẹ nhất trong đàn luôn rồi chơi, dây mẹ kim tiến tiền con xe 350 chốt đơn giùm em 3 triệu 235 rất hột quá hả, bông nó có chốt ba chị mấy có chốt rồi tình yêu chốt rồi dây nhẹ 3235 là mình có đơn dây nhẹ có một đơn thôi chốt cho chị yêu ơi. Mà bán đắt lắm, bán mà tới mấy ngàn đơn rồi, sáng giờ tụi nhỏ nó bán không nổi luôn. Nó làm đơn từ hôm qua giờ là nó làm không nổi luôn. Chị nhắn giùm em cho nhân viên giá rồi, ok em biết tình yêu của em ơi. Mấy chị vậy em mới nghe nè, tình hình đó là Kim Thành Thảo này là nó quá tải. Từ cái con chủ cho đến là nhân viên nó chịu không nổi nữa. Bán mà quá chứ trời là bán, em nói là bán sáng trưa chiều tối. Các cái tiệm vàng nó cũng ghét Kim Thành Thảo luôn. Nha, ghét Kim Thành Thảo luôn, cho nên là em bán dữ dằn quá cái rồi. Chị ơi nói nhân viên chị em đổ đồ được không mà đổ đồ được. Ủa có nghĩa là nếu rồi, mà đổ đồ biết có rồi. Nghĩa là con nhỏ kia nó đụng cái dây nè. Nè, đúng không? Nó đụng cái dây nè, không lên nè. Nó đụng cái dây trong này nè, như dây nào đó, kiểu con nhỏ đó đúng không? Dạ. Đặt được chị thấy có cái đẹp, cái dây đó đẹp á, cái gì đó. Đây mấy chị bông bạc đó, mấy chị đòi em bông bạc mo đúng không? Đây em lên hộp Amaro. Đó, rất là thương luôn. Em sale nha, hôm nay bây giờ em sale 4 đôi cuối cùng em xuống nha. Tiệm chào chị, chào mấy chị. Dạ. Mấy đứa em ơi, tiếp khách trên online giùm chị nha, nước nơi đầy đủ em trưa nắng nóng nực. Trưa nắng nóng nực. Rồi cái chị nha. Đây, rồi em bán với giá sale 250 luôn. Trời ơi, 250 chắc rủa chết luôn á trời. Lại có 10.000 nè. Ok bán luôn hè. Rồi cái 10.000. Rồi chơi luôn, chơi lớn luôn. 4 phần 59. Tiền công 250. Em có 4 đơn. Em lên rồi xong rồi mấy chị chủ và nhân viên ngày nào cũng dễ thương vậy. Em cảm ơn mấy anh mấy chị. 2623 giùm em con sơ giá 250.000 chị ơi, bông bạc giùm em nha. 2623 chờ bông này bán nhiều thì bông cầu em mới chịu. Đâu lợi gì đâu. 2623 là mình có đơn. Lời cái 10.000 để uống nước mía. 4 đôi lời được 40. 3 con, một con tà rinh với một con thảo đen với một con ngăn nói đãi. Xong rồi tới là con viên với con thảo ngọc nhé. Trời ơi nó mở cái lắc, nó mở cái vòng em, nó mở em muốn khùng như đó luôn. Nó cười mỉm mỉm nghe. Nhưng mà tội lắm, mấy đứa nhỏ tội lắm. Chửi đầu trước nó chạy đầu sau, chửi đầu này nó chạy qua đầu nọ, tội lắm. Đứa nào cũng chịu đựng nắng cay cái con đen này trơn trời. Tổng tiền 2623 là mình có đơn. Em bao chị nước mía nha, trời đất ơi. Mang qua đây đi thảm nhận hết. Rồi tiền phạm một đôi rẻ lắm em tặng đó, cái này là tặng chứ bán mua gì đâu. 4 đôi cuối cùng để em xuống like, em xuống like cỡ khoảng 4:30 5:30 để em lên, khi nào lên trước nửa tiếng nếu nhân viên ok trang hoàng nhé. Mấy chiều nay đi cô Phúc ơi, cô Phúc còn ơi, 2623 giùm em mấy chị ơi, chị hỏi đang sale cái đôi bông này nhìn lỗ dốt chị. 2623 là mình có đơn mấy chị, 2623 rồi xong có chị tiền phan chốt được đôi tay nè. Rồi em qua nha. 7 ngày đó em vô nhá. Rồi ok em vô chị. Ngày 7 em vô hả? Ừ ngày 7 em vô đi. Ở đâu mà em vô? Ngày 7 em ở đâu mà em vô?
Rồi mấy anh chị em xuống like nha. Em xuống tắm rửa nghỉ ngơi một miếng cho mấy đứa nhỏ nó nghỉ ngơi một chút, nó ăn uống xíu. Rồi chị em lên nha. Ôi ồ, hồi nãy mắc nợ chị nào có lắc có rồi nè. Chị muốn mua loại quân một đó chị. Vậy hả? Chị ơi, nếu mấy bé tính lại tiêu dùm em chứ khoảng 2 triệu mà tính có 1 triệu hả? Ok chị, trời ơi chị không cảm nha. Chốt được vàng là do may mắn, còn đợi nhân viên chốt view là phải đợi cắt.